Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 105. Thể xác và linh hồn đồng loạt bốc cháy khiến khí thức của Tịnh Sơ tăng lên ngùn ngụt. Hành động này khiến vô số cường giả gần đó bày ra vẻ nặng nề. Tịnh Sơ tuy đã là nỏ hết đà nhưng vẫn không ai dám xem thường. Bởi một khi cường giả bực này quyết chiến tới cùng thì sẽ vô cùng kinh khủng. Ba Chí Tôn lại cười phá lên. Ông ta vẫn luôn thấy nhàm chán sau khi dùng bản thể đến đây và phát hiện ra quan chấp hành đứng đầu này không ở trạng thái cao nhất, nhưng bây giờ đối phương đã thiêu đốt thân xác lẫn linh hồn thì mới thấy thú vị một chút. Ông ta biến mất tại chỗ. Hóa thành một cái bóng mờ lao về phía Tịnh Sơ, tỏa ra khí thế hất văng các thánh vương khác tận mấy nghìn trượng khiến ai nấy đều há hốc mồm. Đứng trước đòn tấn công này, Tịnh Sơ không hề tránh né mà lại bước tới, đáp trả bằng một cú đấm. Ba Chí Tôn bị đẩy lùi lại vài bước, sau đó đã có ba thánh vương vọt tới trước mặt bà ta. Ánh mắt Tịnh Sơ lạnh đi, nhấc chân dẫm mạnh xuống. Ý chí võ đạo hùng hậu toát ra, cánh tay phải bà bốc cháy, vừa vung ra đã khiến ba người bị đẩy đi. Tịnh Sơ không nấn ná lâu mà lập tức xoay người chạy trốn. Nào ngờ con cổ thần long kia lại hung hăng đánh tới với ánh mắt oán độc. Nó nhanh đến nỗi Tịnh Sơ bị buộc phải dừng lại, xoay người tung đấm. Một cú đấm đơn giản nhưng bao gồm sức mạnh chân lý quyền đạo đáng sợ. Con cổ thần long bị đấm bay đi, lớp vảy toàn thân nứt nẻ, máu phun như suối. Tịnh Sơ là người mạnh nhất lịch sử VMTS, ngay cả thủy tổ của văn minh cổ thần long cũng không chiếm được thế thượng phong chứ đừng nói con rồng kia. Pháp thần ác đạo nhìn sang với ánh mắt tăm tối. Cô ta biết Tịnh Sơ xem Diệp Quân như niềm hy vọng cuối cùng của văn minh thiên hành, vì vậy mới không tiếc mọi giá để cứu hắn. Thế là ánh mắt cô ta nhìn Diệp Quân lạnh đi. Tịnh Sơ vừa đánh bay con rồng thì lại thấy ba Chí Tôn vào tới, bên kia lại có pháp thần ác đạo thấp giọng rì rầm như đang niệm chú, gom góp sức mạnh bốn phương lại. Nhưng bà không nghĩ ngợi nhiều nữa mà tung đấm vào mặt ba Chí Tôn. Quỳnh! Quyền mang chứa ánh lửa bùng lên, Tịnh Sơ và ba Chí Tôn cùng lùi lại mấy nghìn lẫn mấy trăm trượng. Ba Chí Tôn thoáng tỏ ra ngạc nhiên. Nếu quan chấp hành đứng đầu này đang ở thời đỉnh cao thì còn thú vị, nhưng tiếc rằng bây giờ đã sức cùng lực kiệt. Ánh mắt ông ta lướt qua Diệp Quân nằm trên lưng Tịnh Sơ rồi lại biến mất. Xoẹt! Vô số tầng thời không nổ tung trước mặt Tịnh Sơ, để khí tức đáng sợ ập đến. Bà ta lau vết máu đi, biết rằng mình không còn đường lui nữa bèn cắn răng lao tới đón đầu. Quyền ý rực lửa đốt cháy tinh hà. Tiếng nổ ầm vang vang dội khắp vũ trụ khi Tịnh Sơ và ba Chí Tôn một lần nữa bị đánh bay đi hai phía. Ba Thánh Vương chấp lấy cơ hội, lao tới tấn công Tịnh Sơ. Bà ta đành phải ra tay. Sức mạnh khổng lồ tuôn trào từ nơi Tịnh Sơ đang đứng, lan đến tận cùng vũ trụ. Dưới chân không ngừng lui bước, trước ngực đã ướt sũng máu. Tịnh Sơ xoay người, nhấc chân nhảy vọt khắp mấy triệu tinh vực. Bên kia, pháp thần ác đạo đã hoàn thành thần chú. Xoẹt! Một tia sáng đỏ vạch ngang bầu trời. Tịnh Sơ xuất hiện lại ở một tinh không khác, nơi hoàng thành Đại Chu lấp ló ở xa. Đúng lúc bà ta định đi tới thì đồng tử rụt lại, cấp tốc xoay người, chắp tay trước ngực. Xoẹt! Một thanh kiếm đỏ thắm bị lòng bàn tay bà ngay chặn, nhưng vẫn tỏa ra sức mạnh đẩy Tịnh Sơ bay đi nghìn trượng. Nó được ngưng tụ từ máu tươi. Ẩn chứa sát lực đáng sợ đang dần dần ăn mòn đôi tay Tịnh Sơ. Phá! Giọng pháp thần ác đạo vang lên. Thanh kiếm chấn động, lập lòe ánh đỏ. Tịnh Sơ trợn mắt khi thấy hai tay mình vỡ nát, để mũi kiếm đâm xuyên bụng. Quỳnh! Thân hình bà ta run lên, một lần nữa dùng tay bắt lấy lưỡi kiếm, không cho nó làm hại đến Diệp Quân. Một bóng hình xuất hiện. Ba Chí Tôn đến. Tịnh Sơ giơ tay phải lên đỡ. Quỳnh! Cả bà ta lẫn Diệp Quân bị đánh bay đi. Tay phải Tịnh Sơ vỡ nát, chỉ còn lại tay trái. Tịnh Sơ không có thời gian quan tâm, chỉ xoay người mang Diệp Quân chạy về phía Hoàng Thành. Nhưng khi chỉ còn cách vài trăm trượng, bà ta đã bị một thứ sức mạnh vô hình chụp lấy. Pháp thần ác đạo xuất hiện trước mặt, sau lưng lại là ba Chí Tôn. Tịnh Sơ đạp mạnh chân. Dùng cả thân thể tông vào pháp thần ác đạo. Cô ta nhíu mày, không ngờ người này đã bị thương nặng đến thế mà vẫn còn dám liều mạng.
pháp thần ác đạo vươn tay, thả ra vô số thần pháp sấm sét tuôn ra. Tịnh Sơ nhào tới tông vỡ chúng nó, đẩy lùi pháp thần ác đạo, đồng thời cũng vứt Diệp Quân lên tường thành. Tịnh Sơ thấy hắn đã an toàn thì nở nụ cười, sức cùng lực kiệt mà quỳ xuống, một giây sau lại ép bản thân đứng dậy. Ngực bị kiếm đâm xuyên, tay phải đã mất, cả người vẫn đang bốc cháy. Tịnh Sơ chậm rãi đi về pháp thần ác đạo và ba chí tôn, máu ồ ạt túa ra từ miệng, thân thể dần tan vỡ. Ánh mắt dại ra, bà ta thì thầm, Tịnh Sơ ta. Thề với trời cao, xin được chứng giám. Không sợ cường địch, che chở đồng bào, chết cũng không sờn. Chỉ cần sau lưng còn trái cây, ta sẽ tử chiến đến giọt máu cuối cùng. Ba chí tôn và pháp thần ác đạo bỗng dừng tay. Khi thấy Diệp Quân xuất hiện bên cạnh Tịnh Sơ. Bọn họ thắc mắc làm sao tên này bị vứt đi rồi mà còn trở lại làm gì. Tịnh Sơ chậm chạp quay lại, thấy Diệp Quân thì ngẩn ra, lập tức rơi lệ, ngươi. Còn, ra làm gì? Nhờ huyết mạch phong ma quấy phá mà Diệp Quân vẫn còn chưa tỉnh táo. Hắn gắng gượng ép nó xuống, nhìn pháp thần ác đạo và ba chí tôn, rồi lại nhìn Tịnh Sơ đã gần biến mất, thì thầm, cha ơi, con cầu xin cha một chuyện. Người nhà với nhau. Cầu xin làm gì? Một giọng nói vang lên. Rắc. Thời không cảnh Diệp Quân vỡ đôi, để một người đàn ông áo trắng bước ra. Kế bên là một người phụ nữ khác. Trong tà váy trắng. Ba chí tôn thấy hai người họ thì bật cười, gọi chi viện. Được thôi, một tên quan chấp hành đứng đầu gần chết cũng chẳng có gì thú vị, hai người các ngươi còn ở trạng thái hoàn hảo mới hay. Tới đi. Rồi quay lại dặn dò pháp thần ác đạo, các ngươi không cần xen vào, xem ta thể hiện là được. Cùng lên đi. Nhìn thấy hai người đi ra, ba chí tôn rất thoải mái, trên mặt mang theo nụ cười bình tĩnh. Con trai yếu thế này, dù cha có mạnh hơn nữa thì cũng có thể mạnh được đến mức nào. Đương nhiên, tốt nhất vẫn nên mạnh một chút. Ngược đãi giết kẻ yếu chẳng có ý nghĩa gì. Pháp thần ác đạo ở bên cạnh nhìn thấy người đàn ông áo trắng và người phụ nữ váy trắng thì vẻ mặt đột nhiên thay đổi, cùng lúc đó trong đầu cô ta vang lên một giọng nói, đi. Đi. Pháp thần ác đạo sửng sốt. Bởi vì đó là giọng nói của Nhất Điện Chủ. Pháp thần ác đạo nhìn xung quanh cũng không cảm nhận được điều gì, cô ta nhíu mày thật chặt, tuy rất thắc mắc nhưng không chút do dự xoay người rời đi. Lúc này. Người đàn ông áo trắng cách đó không xa đột nhiên bật cười, ta đã cho cô đi chưa? Pháp thần ác đạo dừng bước, quay lại nhìn người đàn ông áo trắng, nhướng mày, sao, không được đi à? Mặc dù cô ta hơi kiêng dè hai người trước mắt này, nhưng cô ta không sợ. Có thể không đánh lại, nhưng nếu cô ta muốn chạy trốn thì ai có thể ngăn được cô ta? Nghe pháp thần ác đạo nói thế, người phụ nữ váy trắng bên cạnh người đàn ông áo trắng khẽ cau mày. Bà đưa tay phải ra, ấn nhẹ xuống. Phịch. Pháp thần ác đạo còn chưa phản ứng lại thì hai chân đã mềm nhũn, quỳ rạp xuống. Pháp thần ác đạo sửng sốt. Ba chí tôn và ba vị thánh vương cũng hóa đá tại chỗ. Bên kia, Vu Dịch cũng cứng đờ ở đó, nhìn người phụ nữ váy trắng với vẻ mặt không thể tin được. Người phụ nữ váy trắng nhìn pháp thần ác đạo, đi thử hai bước xem. Pháp thần ác đạo gầm lên một tiếng, đầu mày cô ta tách ra, dây tiếp theo sức mạnh ác đạo vô tận tuôn ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, luồng sức mạnh ấy đã biến mất không còn tăm hơi. Pháp thần ác đạo hoàn toàn chết lặng. Cô ta nhìn người phụ nữ váy trắng với vẻ không thể tin nổi, run rẩy nói cô. Người phụ nữ váy trắng phớt lờ cô ta, quay đầu nhìn sang Diệp Quân, chỉ một ánh mắt, huyết mạch cuồng bạo điên cuồng trong cơ thể Diệp Quân bỗng trở nên ngoan ngoãn. Diệp Quân ngay lập tức trở lại bình thường. Huyết mạch phong ma hiểu chuyện, nhưng đương nhiên còn phải tùy người. Diệp Quân. Người phụ nữ váy trắng lại nhìn quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ đã sắp biến mất hoàn toàn kia, bình tĩnh bảo, ai nhận bà ấy, ta sẽ nhận người đó. Một thoáng im lặng. Trong tích tắc, đất trời rung chuyển dữ dội, sau đó đất trời đột nhiên xuất hiện một luồng năng lượng bí ẩn. Trong ánh mắt thảng thốt của các cường giả, quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ vốn đã biến thành linh hồn mờ ảo bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể. Không chỉ vậy, thân thể vốn đã nát vụn của bà ta cũng mau chóng hồi phục. Cái quái gì vậy? Mọi người đều ngớ người. Tịnh Sơ cũng mở to mắt,
vẻ mặt đầy khó tin. Lúc này, thời không cách đó không xa khẽ run lên, sau đó trong thời không xuất hiện một đường hầm thời không bí ẩn, trong đường hầm có một ông lão chậm rãi bước ra. Ông lão đội vương quan, trên người khoác áo pháp màu đen, tay phải cầm sách cổ màu đen, tay trái cầm một cây bút màu đen. Khi ông ta bước ra, tất cả cường giả đều thắc mắc. Đây là ai? Ông lão cung kính hành lễ với người phụ nữ váy trắng, Phạn Diêm La Thiên Tử bái kiến Thiên Mệnh Đại Nhân. Chúng ta không biết bà ta là người của Thiên Mệnh Đại Nhân, mong Thiên Mệnh Đại Nhân thứ lỗi. Nói xong ông ta lại cúi đầu thật sâu. Giọng ông ta run rẩy, trên trán không ngừng xuất hiện những giọt mồ hôi. Diệp Quân đi đến bên cạnh người phụ nữ váy trắng, nhìn ông lão hỏi với vẻ hơi tò mò, cô, vị này là ai? Cô. Ông lão nhìn lén Diệp Quân, âm thầm ghi nhớ dung mạo của hắn. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, chẳng phải con luôn tò mò về nền văn minh vũ trụ cấp 6 sao? Ông ta là người của nền văn minh vũ trụ cấp 6, tên là Phạn Diêm La Thiên Tử, quản lý luân hồi sống chết của tất cả nền văn minh vũ trụ dưới nền văn minh vũ trụ cấp 6. Những sinh linh dưới nền văn minh vũ trụ cấp 6 qua đời cuối cùng đều sẽ vào hồ luân hồi của họ, bị họ nuốt chửng rồi hấp thu. Nghe thấy lời của người phụ nữ váy trắng, Diệp Quân chợt sửng sốt. Sau đó nét mặt hắn thay đổi. Nền văn minh vũ trụ cấp 6. Sinh linh dưới nền văn minh vũ trụ cấp 6 qua đời cuối cùng đều sẽ bị họ hấp thu. Vũ trụ này có bao nhiêu nền văn minh vũ trụ? Vậy một ngày phải hấp thu bao nhiêu chứ? Vu Dịch ở bên cạnh kinh hãi, các người là nền văn minh quy giả trong truyền thuyết, quy giả, trốn về cuối cùng. Quy giả. Diệp Quân cũng khó hiểu. Chẳng phải ban đầu mẹ hắn đã đến nền văn minh này hay sao? Khi đó hắn và mẹ Tần Quan còn tưởng đây là nền văn minh vũ trụ cấp 4, bây giờ xem ra đã đoán sai rồi. Phạn Diêm La Thiên Tử không đứng lên, hơi quay đầu nhìn Vu Dịch, trong lúc nhất thời ông ta không thể xác định được đây là đối thủ hay là đồng đội của vị Diệp công tử kia, do dự một lát ông ta nói cô nương biết nền văn minh quy giả của ta à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vu Dịch vội nói, tiền bối có biết nền văn minh thời đại loạn cổ không? Thời đại loạn cổ. Phạn Diêm La Thiên Tử hơi nhíu mày, không có ấn tượng gì nhưng ông ta vẫn gật đầu, hình như biết một chút. Nghe vậy, Vu Dịch vui mừng khôn xiết, mau chóng nói, thời đại loạn cổ khi ấy vạn tộc tranh giành bí cảnh quy giả, nền văn minh thủy tổ tộc đại vu ta từng có được một thần khí tối cao tên là Chuông Báo Tử Thiên Vu. Thủy tổ tộc đại vu ta dựa vào chiếc chung này tạo ra tộc đại vu, như vậy tộc đại vu ta được coi là người thừa kế của nền văn minh quy giả ấy chứ. Chuông Báo Tử Thiên Vu. Phạn Diêm La Thiên Tử hơi thắc mắc, nền văn minh quy giả của mình có thần vật này à? Trong 10 thần vật làm gì có thứ này? Phạn Diêm La Thiên Tử lén nhìn Diệp Quân nơi cách đó không xa, thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, ông ta lại nhìn Vu Dịch. Lưỡng lự dây lát rồi mỉm cười, thì ra là người cùng phe à. Cô nương này nhìn có vẻ là người của Diệp công tử, nếu víu vào được mối quan hệ này thì sẽ lời to. Nghe Phạn Diêm La Thiên Tử nói thế, Vu Dịch mừng rỡ, đang định lên tiếng thì Diệp Quân bảo, Vu Dịch cô nương, ta nhớ cô đã từng nói với ta cô chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Phải biết rằng người giỏi còn có người giỏi hơn, trong lòng cô của cô là thần, nhưng đối với một số thế lực mà nói. Bà ta cũng chỉ là con kiến thôi. Đương nhiên ta có thể hiểu cho cô, vô cùng hiểu là đằng khác, bởi vì là kiến thì không thể chấp nhận được những thứ ngoài tầm hiểu biết của mình. Đây là chuyện hết sức bình thường, giống như con ếch ngồi đáy giếng đó. Trong thế giới của nó, bầu trời chỉ lớn như miệng giếng thôi, ta tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của cô. Nói đến đây, hắn cười khẽ cô của ta hiện tại đang ở ngay đây. Nghe Diệp Quân nói thế. Sắc mặt Phạn Diêm La Thiên Tử bỗng chốc tái nhợt, cơ thể mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ xuống. Chết tiệt! Nói một thôi một hồi, hóa ra cô gái này là kẻ thù của Diệp công tử à? Vu Dịch nghe Diệp Quân nói thế thì vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, đương nhiên bây giờ cô ta sẽ không cho rằng người phụ nữ váy trắng trước mặt này là con kiến. Được rồi, được rồi. Lúc này, người đàn ông áo trắng đột nhiên cười lên, các ngươi đừng nói nữa. Để ta thể hiện, à không phải, để ta nói. Mọi người đều nhìn người đàn ông áo trắng. Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Quân, cười nói, nhóc con,
con chỉ ai, kẻ đó chết. Diệp Quân chớp mắt sau đó chỉ vào pháp thần ác đạo, vẻ mặt cô ta biến đổi ngay tức khắc, cô ta đang định liều mạng chiến đấu thì kiếm thanh huyên của Diệp Quân đã bất chợt bay ra. Phập, đầu của pháp thần ác đạo thoáng chốc bay xa vạn trượng. Máu tuôn như suối, chết trong một giây. Diệp Quân lại chỉ vào ba chí tôn, sắc mặt ông ta thay đổi, tay phải giơ lên cao, đại la đạo thủ. Dứt lời, một bàn tay đang chuẩn bị hạ xuống thì lúc này có một kiếm quang xẹt qua. Vút! Đầu ba chí tôn bay ra ngoài. Lại một người nữa chết trong một giây. Diệp Quân lại chỉ vào ba vị thánh vương, lúc này ba thánh vương đã kinh hãi rồi, thấy Diệp Quân chỉ vào mình, bọn họ lập tức hồn bay phách tán, muốn bỏ chạy. Nhưng giây tiếp theo đầu của cả ba thánh vương đều bay lên trời. Nơi đây chỉ còn lại một mình Vu Dịch. Người Vu Dịch run lên, cô ta nhìn Diệp Quân giận dữ nói, Diệp Quân, có bản lĩnh thì đấu đơn. Được. Diệp Quân chỉ vào cha và cô chọn thoải mái đi. Vu Dịch. Người đàn ông áo trắng mỉm cười, phất tay áo, Vu Dịch trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Người đàn ông áo trắng khẽ vung tay phải. Mấy chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt Diệp Quân, Diệp Quân vội nhận lấy, nhưng nghĩ tới điều gì, hắn bảo cha, không ngờ cha lại mạnh thế đấy, sắp đuổi kịp cô đến nơi rồi. Một câu nịnh được cả hai người. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, không nói gì. Người đàn ông áo trắng bật cười, nhóc con cũng không tệ, không hổ là do ta sinh ra, đúng là xuất sắc. Diệp Quân. Quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ nhìn người đàn ông áo trắng và người phụ nữ váy trắng, lại nhìn Diệp Quân, không biết đang nghĩ gì. Thấy hai cha con bắt đầu nói chuyện làm ăn, người phụ nữ váy trắng hiếm khi nở nụ cười, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, bà kéo tay người đàn ông áo trắng nói khẽ, đến lúc phải đi rồi. Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Quân, cười nói, chúng ta phải giải quyết mấy tên lâu la nữa, đi trước đây. Diệp Quân vội bảo cha, cô. Hai người chờ một chút. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân muốn nói lại thôi. Người phụ nữ váy trắng bảo, lại đây. Diệp Quân lưỡng lự một chút rồi đi tới trước mặt người phụ nữ váy trắng, bà đưa tay xoa nhẹ đầu hắn, đối xử nghiêm khắc với con là muốn con tự mình trở nên mạnh hơn, có hiểu không? Trong lòng Diệp Quân có một dòng nước ấm chảy qua, hắn gật đầu con hiểu. Người phụ nữ váy trắng khẽ gật đầu, nói đi. Diệp Quân lấy quả hạch của Phục Võ ra, cô, người này kiếp trước đã phải sống rất mệt mỏi, còn hy vọng bà ấy được sống một kiếp nữa, tốt nhất là ở hệ Ngân Hà. Nói rồi hắn lại lấy linh hồn của một người đàn ông ra, cả ông ấy nữa. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, hệ Ngân Hà. Diệp Quân gật đầu. Người phụ nữ váy trắng chỉ nhẹ về phía trước, ngay lập tức, quả hạch và linh hồn người đàn ông đều biến mất. Diệp Quân sửng sốt. Còn Phạn Diêm La Thiên Tử ở bên cạnh không biết cảm nhận được điều gì mà con ngươi chợt co rút lại, cơ thể vô thức lại khom xuống, cảnh tượng lúc này đã thay đổi nhận thức của ông ta, bởi vì động tác nhìn như hết sức đơn giản của người phụ nữ trước mắt này thực ra làm trái với quy luật của vũ trụ tối cao. Điều này không bình thường. Diệp Quân chớp mắt, được rồi ạ. Người phụ nữ váy trắng gật đầu, lại xoa đầu Diệp Quân, dịu dàng nói, đời người có tốt đẹp thì sẽ có hối tiếc. Cuộc đời không thể chỉ có tốt đẹp, thế nào cũng sẽ có hối tiếc. Nhớ, đây là lần cuối cùng cô nghịch chuyển sinh tử giúp con, sau này nếu không muốn đời mình có hối tiếc thì phải dựa vào bản thân mình, con biết chưa? Diệp Quân gật đầu, con biết rồi ạ. Người phụ nữ váy trắng gật đầu, sau đó kéo người đàn ông áo trắng rời đi, lúc này người đàn ông áo trắng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Quân cười nói, đừng căng thẳng quá, có thể bước chậm lại một chút. Diệp Quân cười đáp, vâng. Người đàn ông áo trắng cười, lần sau khỏi phải cầu xin hay nhờ giúp đỡ gì cả, cha mãi mãi là chỗ dựa của con. Diệp Quân bật cười, được ạ. Người đàn ông áo trắng không nói gì nữa, kéo người phụ nữ váy trắng rời đi, người phụ nữ váy trắng nhìn về một hư không nào đó. Rất nhanh, cả hai đã biến mất. Hối tiếc. Diệp Quân đứng tại chỗ, hồi lâu không nói gì. Lúc này. Phạn Diêm La Thiên Tử đi tới bên cạnh hắn, cười khẽ gọi, Diệp Thiếu. Diệp Quân gạt mọi suy nghĩ, quay lại nhìn Phạn Diêm La Thiên Tử tiền bối.
Phạn Diêm La Thiên Tử lấy một chiếc nhẫn không gian ra đặt vào tay Diệp Quân, cười nhẹ, lúc đi vội quá, ta chỉ mang theo 100.000 viên tinh thể tạo hóa, xin Diệp thiếu đừng chê. Tinh thể tạo hóa. Diệp Quân hơi tò mò, hắn nhìn vào nhẫn không gian, bên trong có 100.000 viên tinh thạch, những viên tinh thạch này to bằng nắm tay và có màu vàng tím, mỗi viên đều chứa một luồng năng lực cực kỳ thuần khiết. Không phải thứ mà tinh thể vĩnh hằng có thể so sánh được. Diệp Quân rất cảm động, nhưng vẫn từ chối, không muốn ỷ thế hiếp người, tiền bối không cần phải vậy, thực lực của ta yếu, không giúp được gì cho tiền bối, cũng không thể báo đáp được, tiền bối hãy cất đi. Trong mắt Phạn Diêm La Thiên Tử lướt qua vẻ kinh ngạc, nhưng lại bình thường rất nhanh, ông ta cười khẽ hiểu rồi. Hiểu rồi, Diệp Thiếu, ta còn rất nhiều chuyện phải làm, chúng ta gặp lại sau nhé. Diệp Quân chắp tay, hẹn gặp lại sau. Phạn Diêm La Thiên Tử mỉm cười, quay người biến mất tại chỗ, nhưng chiếc nhẫn không gian vẫn ở lại đây, ngoài nhẫn không gian ra còn có một lệnh bài màu đen. Diệp Quân sửng sốt. Lúc này, một giọng nói khe khẽ đột nhiên vang lên từ thời không xung quanh, hế. Mình làm rơi đồ rồi, thôi vậy, không lấy nữa. Diệp Quân. Làm rơi. Chứ không phải cho ngươi. Diệp Quân lắc đầu cười. Hắn cất nhẫn không gian và lệnh bài đi, sau gió nhìn quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ, chúng ta đi thôi. Tịnh Sơ gật đầu, hai người đi về phía Đại Chu. Ở nơi khác, trong một vùng tinh không hư vô. Thế Tông chậm chậm bước đi như cái xác biết đi. Lúc trước ông ta không đuổi theo tới Đại Chu là vì nơi đó có kiếm khí mà người phụ nữ kia để lại, Khâu Bạch Y chết trong tay người phụ nữ đó, lại thêm lời Nhất Điện Chủ đã nói. Vì thế ông ta sợ nên không tới. Mà sự thật chứng minh ông ta đã đúng. Chết hết rồi. Tất cả đều bị giết trong một giây. Bây giờ ông ta mới biết vì sao Nhất Điện Chủ lại bảo bọn họ tạm thời đừng trở thành kẻ thù của Diệp Quân. Mẹ kiếp, quá đáng sợ. Thật ra lúc đầu ông ta cũng khuyên pháp thần ác đạo, nhưng cô ta không nghe, cô ta cảm thấy Tịnh Sơ và Diệp Quân đều đã thế suy sức yếu. Nếu bây giờ bỏ cuộc chẳng phải lời cho tộc đại vu quá sao? Ông ta không khuyên được. Vì thế cô ta đã chết. Đúng lúc này, thời không trước mặt Thế Tông đột nhiên sục sôi, sau đó thời không tách ra, một người đàn ông mặc áo bào màu đen rộng rãi từ tốn bước ra. Thế Tông nhận ra người này. Tộc trưởng Vu Đạo Thiên của tộc đại vu. Vu Đạo Thiên nhìn Thế Tông, ba chí tôn và ba vị thánh vương đều chết rồi. Thế Tông trầm giọng đáp, pháp thần ác đạo cũng chết rồi. Vu Đạo Thiên nhíu mày, người phía sau Diệp Quân à? Thế Tông lắc đầu, người phía sau Diệp Quân không mạnh đến vậy, là một hồn phách của thủy tổ thiên hành của nền văn minh thiên hành bỗng nhiên xuất hiện, đồng quy vu tận với bọn họ. Bây giờ trong tay Diệp Quân không chỉ có tất cả thần vật của nền văn minh thiên hành, còn có tổ thạch luân hồi và cây sinh mệnh thiên hành. Cùng chết đi, thủy tổ nền văn minh thiên hành. Sau khi Vu Đạo Thiên nghe Thế Tông nói thế, lông mày càng nhíu chặt hơn. Ông ta biết không nhiều về vị thủy tổ thiên hành trong truyền thuyết ấy, chỉ biết khi xưa đối phương sáng lập ra nền văn minh thiên hành, không chỉ vậy, hình như còn tự lập ra một hệ thống luân hồi hoàn thiện. Tổ thạch luân hồi. Cây sinh mệnh thiên hành. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến nền văn minh thiên hành lớn mạnh hơn nền văn minh vũ trụ cấp 5 khác là vì nội bộ của họ có một hệ thống luân hồi hoàn chỉnh. Mà đến giờ tộc Đại Vu vẫn chưa có. Đây cũng là lý do tại sao tộc Đại Vu phải liên minh với Ác Đạo Minh, bởi vì bọn họ muốn có cây sinh mệnh thiên hành và tổ thạch luân hồi. Nhưng ông ta cũng không biết nhiều về lai lịch của tổ thạch luân hồi và cây sinh mệnh thiên hành, chỉ biết là vô cùng bí ẩn. Mà nền văn minh thiên hành cũng không ghi chép nhiều về chúng, chỉ có thiên hành chủ các thế hệ trước mới biết chi tiết hơn chút. Thủy tổ thiên hành. Vẻ mặt Vu Đạo Thiên dần trở nên nặng nề, cường giả cấp bậc này chắc chắn vô cùng đáng sợ, dù sao cũng là thủy tổ thiên hành, nếu đối phương thật sự hiện thân thì rất có thể sẽ tiêu diệt được cường giả như nhóm ba chí tôn. Nhưng Vu Đạo Thiên vẫn chú ý, ông ta cũng đề phòng Thế Tông, dù sao nền văn minh vũ trụ vô gian và ác đạo minh liên minh nhưng hai bên đều rất rõ đó chỉ là tạm thời, một khi giải quyết được nền văn minh thiên hành và vũ trụ quan huyên, chắc chắn hai bên sẽ chiến đấu một lần. Vu Đạo Thiên ổn định lại suy nghĩ, nhìn Thế Tông, trước đây không lâu, ta
ta nhận được tin từ Tông Thánh Vương rằng quan chấp hành đứng đầu phục võ của nền văn minh thiên hành đã tử trận, quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ bị thương nặng, cũng có nghĩa là bây giờ nền văn minh thiên hành đã không còn sức chiến đấu nữa rồi phải không? Thế Tông gật đầu, đúng là đã không còn sức chiến đấu nữa, nhưng những người dân và thần vật của nền văn minh thiên hành đều đã được Diệp Quân dẫn đi, hiện giờ đang ở Đại Chu. Phù Đạo Thiên nhìn Thế Tông, ông có kế hoạch gì? Thế Tông sầm mặt, Nhất Điện chủ của ta đã đang trên đường trở về rồi. Phù Đạo Thiên nói, Thế Tông đại nhân, không biết ông có thể giới thiệu cho ta gặp Nhất Điện chủ của các ông được không? Thế Tông gật đầu, đến lúc đó các hạ sẽ gặp được thôi. Phù Đạo Thiên nhìn Thế Tông một lúc rồi khẽ gật đầu, hy vọng là vậy. Nói xong ông ta quay người rời đi. Thủy Tổ Thiên Hành. Chuyện này cần phải tính kế lâu dài, bởi vì không ai biết được vị Thủy Tổ Thiên Hành này vẫn sống hay chỉ còn là một hư hồn. Sau khi Phù Đạo Thiên đi, ánh mắt Thế Tông trở nên hơi mờ mịt. Ban đầu đạo tâm của ông ta rất kiên định, nhưng lúc này tín niệm của ông ta đã hơi lung lay. Ác đạo minh của mình thật sự có thể đánh bại được Diệp Quân ư? Đại Chu. Diệp Quân vừa trở lại tường thành thì Chu Phạn đã ra đón, thấy Diệp Quân không hề hấn gì, cô ta tươi cười hỏi, huynh về rồi à? Diệp Quân gật đầu. Chu Phạn nhìn quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ bên cạnh, vị này là ai vậy? Diệp Quân đáp, quan chấp hành đứng đầu của nền văn minh thiên hành Tịnh Sơ. Nền văn minh thiên hành. Chu Phạn sững sờ. Nền văn minh thiên hành chính là nền văn minh đỉnh cao cấp 5 trong truyền thuyết. Tịnh Sơ khẽ gật đầu với Chu Phạn, coi như chào hỏi. Diệp Quân nói, tiểu Phạn, muội sắp xếp nhé, trong khoảng thời gian này, cường giả của Đại Chu đừng ra ngoài. Chu Phạn gật đầu, được. Nói rồi cô ta không hỏi gì nữa, xoay người rời đi. Diệp Quân đưa Tịnh Sơ về lại tiểu tháp. Lúc này, Nhất Niệm đang sắp xếp cho người dân của nền văn minh thiên hành. Khi mới vào tiểu tháp, các cường giả của nền văn minh thiên hành đều bị sốc. Nền văn minh thiên hành là nền văn minh vũ trụ cấp 5, đương nhiên không thiếu các loại thần vật, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy thần vật thế này. 10 năm trong tháp bằng một ngày bên ngoài. Không thể tin được. Mà lúc này, họ cũng vô cùng kính trọng Nhất Niệm. Bởi vì nếu lần này không có Nhất Niệm và Diệp Quân thì có lẽ nền văn minh thiên hành đã bị xóa sổ. Diệp Quân đưa Nhất Niệm tới trước cây sinh mệnh thiên hành, dưới cây có một cô gái đang nằm. Chính là Tịnh An. Diệp Quân nhìn Nhất Niệm đi tới bên cạnh Tịnh An, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Tịnh An, dịu dàng nói cô ấy đã không sao nữa rồi. Diệp Quân gật đầu, như nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu nhìn Tịnh Sơ bên cạnh, Tịnh Sơ tiền bối. Vị thiên hành chủ kia của các bà bây giờ thế nào rồi? Nhất Niệm cũng ngẩng đầu nhìn Tịnh Sơ. Tịnh Sơ trầm giọng đáp, bị bọn chúng liên thủ nhốt tại một thời không đặc biệt của vũ trụ vô gian. Diệp Quân hỏi, vậy có nghĩa là bây giờ cô ấy vẫn còn sống? Tịnh Sơ gật đầu, vẫn sống. Diệp Quân nói, nghĩ cách cứu cô ấy đi. Mắt Tịnh Sơ lập tức sáng lên. Diệp Quân lại hỏi, thực lực vị thiên hành chủ này của các bà thế nào? Tịnh Sơ muốn nói nhưng lại thôi. Diệp Quân hơi nhíu mày, rất yếu. Tịnh Sơ lắc đầu, thiên phú của cô ấy rất tốt, không hề kém ta và phục võ, nhưng cô ấy không có hứng thú với việc tu luyện, khi tu luyện, ngày nào cũng chèo thuyền câu cá. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, người thế này mà các bà lại để cho làm thiên hành chủ à? Chắc chắn phải có sở trường gì đó chứ đúng không? Tịnh Sơ ngẫm nghĩ rồi đáp, rất ham ăn, rất ham chơi. Diệp Quân không nói nên lời. Tịnh Sơ lại nói, sở trường mà ngươi nói là chỉ phương diện đánh nhau hay là? Diệp Quân nói thẳng, thực lực của cô ấy so với bà thế nào? Tịnh Sơ nói, nếu chỉ so chiêu thôi thì cô ấy đánh không lại ta, nhưng nếu là trận chiến sinh tử thì cô ấy có thể giết được ta. Diệp Quân lập tức có hứng thú, nghĩa là như nào ạ? Tịnh Sơ đáp, cô ấy có phần giống người đấy, khi điên lên, sức chiến đấu sẽ tăng vọt, lúc bình thường thì rất yếu. Diệp Quân. Tịnh Sơ nhìn Diệp Quân, do dự một lát rồi giải thích, không phải ta nói người yếu đâu nhé. Mặt Diệp Quân đen xì. Nhất Niệm biết Tịnh Sơ không giỏi ăn nói bèn vội chuyển chủ đề, tướng công có kiếm Thanh Huyên.
có thể phá được bất cứ thời không nào, chỉ là nền văn minh vũ trụ vô gian. Nói đến đây, trong mắt cô ta có vẻ lo lắng. Tịnh Sơ nói, ta đi cùng hắn. Diệp Quân nghĩ rồi bảo, vũ trụ vô gian có rất nhiều cường giả vừa mới chết, nếu ta là lão đại của vũ trụ vô gian chắc chắn sẽ cảnh giác, không dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy nên bây giờ ra tay sẽ an toàn hơn. Hắn muốn cứu vị thiên hành chủ kia còn có một nguyên nhân nữa là tuy hiện giờ vũ trụ vô gian tổn thất không ít cường giả, nhưng chắc chắn không đến mức thiệt hại nặng nề, vẫn còn nhất điện chủ bí ẩn của ác đạo minh đến giờ vẫn chưa xuất hiện, hắn phải đề phòng. Mà bây giờ hắn và nền văn minh thiên hành coi như đã ở cùng một thuyền, nếu có thể cứu vị thiên hành chủ kia ra thì cũng coi như có thêm một đồng minh mạnh. Tịnh Sơ hỏi, khi nào thì đi? Diệp Quân nhìn Tịnh Sơ, tiền bối nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta xuất phát. Tịnh Sơ gật đầu, được. Nói rồi bà ta hóa thành một luồng sáng, bay vào trong cây sinh mệnh thiên hành. Diệp Quân đang định lên tiếng thì lúc này Tịnh An đang nằm dưới đất bỗng từ từ mở mắt. Thấy vậy, hai người mau chóng đi tới, nhất niệm nhẹ nhàng đỡ Tịnh An dậy, cảm giác thế nào? Tịnh An đưa tay ôm đầu, hơi chóng mặt. Nhất niệm nhẹ nhàng xoa đầu Tịnh An, một lúc sau lấy kẹo hồ lô ra đưa cho cô ta, này. Nhìn thấy kẹo hồ lô, Tịnh An hơi ngẩn người, sau đó nước mắt tuôn rơi. Nhất niệm vội hỏi, làm sao thế? Tịnh An cầm chặt kẹo hồ lô không nói gì, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thấy Tịnh An khóc mãi, Nhất Niệm không kìm được nước mắt cũng khóc theo. Từ nhỏ đến lớn, cô ta chơi thân với Tịnh An nhất, thấy Tịnh An không vui, cô ta cũng không vui. Diệp Quân không nói gì, chỉ ngồi xuống lấy một con cừu ra bắt đầu nướng, không lâu sau, một con cừu đã được nướng vàng óng, sau khi tẩm ướp gia vị, hương thơm lan ra bốn phía càng hấp dẫn hơn. Diệp Quân xé đùi cừu đưa cho Tịnh An nhìn đùi cừu trước mặt, không từ chối. Nhận lấy rồi cắn luôn, nhưng nước mắt vẫn âm thầm rơi. Diệp Quân khẽ thở dài, hắn biết Tịnh An đang khóc vì chuyện của Thượng Thần Thiên Vân. Thượng Thần Thiên Vân. Đương nhiên hắn cũng có ấn tượng tốt về vị Thượng Thần này. Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân bỗng đứng dậy, nhìn cây sinh mệnh thiên hành, thần thụ, quả hạch của họ có còn không? Cây sinh mệnh thiên hành nói còn, khi ấy phục võ không hoàn toàn phá hủy quả hạch của họ. Nghe vậy, Diệp Quân vui mừng khôn xiết, vội vàng hỏi, có thể hồi sinh họ được không? Cây sinh mệnh thiên hành im lặng một lúc mới đáp, về mặt lý thuyết mà nói, bây giờ họ chỉ có thể đi luân hồi, nhưng nếu ngươi có thể khiến vị Phạn Diêm La Thiên Tử kia mở cửa sau thì ta có thể thử triệu hồi hồn phách của họ, bởi vì họ không giống loài người, họ có quả hạch, đương nhiên ta cũng không dám chắc. Diệp Quân vội bảo, cần ta phối hợp với ngươi thế nào? Cây sinh mệnh thiên hành nói, lát nữa ta cưỡng ép triệu hồi hồn phách của họ sẽ vi phạm quy tắc của nền văn minh kia, với thực lực bây giờ của ta, ta hoàn toàn không thể chống cự được, cần ngươi giúp. Diệp Quân suy nghĩ rồi lấy lệnh bài Phạn Diêm La Thiên Tử để lại cho mình ra, cũng không biết thứ này có hữu dụng không, thử trước đã. Cây sinh mệnh thiên hành nói, thử trước đi đã, bởi vì tiêu hao rất nhiều năng lượng. Diệp Quân gật đầu, được. Cây sinh mệnh thiên hành đột nhiên rung lắc dữ dội, sau đó một luồng sức mạnh đáng sợ phóng lên trời, bầu trời bị cuốn ra một vòng xoáy, trong vòng xoáy là một khoảng hư vô cực kỳ quỷ dị. Đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên nhìn thấy trong vòng xoáy kia có mấy tia sáng lơ lửng, hắn chợt kích động, bởi vì hắn cảm thấy mấy tia sáng ấy khá quen thuộc. Thấy vậy, Tịnh An và Nhất Niệm cũng vội vàng đứng dậy, hai cô gái nhìn chằm chằm vòng xoáy màu đen, vô cùng căng thẳng. Lúc này, một luồng uy áp đáng sợ quét xuống từ vòng xoáy màu đen ấy, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên. Không phải ngôn ngữ của nền văn minh thiên hành, cũng không phải ngôn ngữ của nền văn minh vũ trụ quan huyên. Mọi người đều ngây ra. Nhưng vẻ mặt họ rất nặng nề, bởi vì luồng khí ấy có ý thù địch rất rõ. Nhưng lúc này, ngôn ngữ của giọng nói ấy đột nhiên thay đổi. Chết tiệt, Diệp Thiếu, ngay sau đó. Luồng khí thù địch lập tức rút đi như thủy triều. Diệp Thiếu. Giọng nói này rất quen, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn vào vòng xoáy màu đen kia thì thấy một hư ảnh dần dần ngưng tụ lại, chính là Phạn Diêm La Thiên Tử. Nhìn thấy Diệp Quân, Phạn Diêm La Thiên Tử nở nụ cười ôn hòa, Diệp công tử. Diệp Quân chắp tay, tiền bối,
chúng ta lại gặp nhau rồi. Phạn Diêm La Thiên Tử cười hỏi, không biết Diệp công tử có mệnh lệnh gì. Diệp Quân nói, tiền bối có thể trả mấy linh hồn của nền văn minh thiên hành lúc trước lại cho chúng ta được không? Phạn Diêm La Thiên Tử nghe vậy thì hơi do dự, sau đó khẽ cười, chuyện này làm trái quy tắc của nền văn minh chúng ta. Theo lý mà nói thì phải làm đơn gửi đi trước rồi làm việc theo trình tự, nhưng Diệp công tử đã lên tiếng thì đương nhiên là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Nói rồi ông ta nhìn quyển sách cổ dày cộp trong tay, quyển sách tự mở ra, ông ta cầm bút lướt nhẹ, lập tức, rất nhiều đốm sáng sau lưng ông ta bay ra khỏi vòng xoáy, chạy vào cây sinh mệnh thiên hành. Một lúc sau, Phạn Diêm La Thiên Tử cất sách cổ đi, nhìn Diệp Quân cười bảo, được rồi. Diệp Quân ôm quyền, đa tạ. Phạn Diêm La Thiên Tử cười, người một nhà mà, Diệp công tử khách sáo rồi. Diệp Quân nghiêm túc nói, ta sẽ khắc ghi chuyện này trong lòng. Phạn Diêm La Thiên Tử vui mừng khôn xiết, vội nói, chuyện nhỏ thôi Diệp thiếu, không đáng phải nhắc đến, cậu làm việc của mình tiếp đi. Nói xong, ông ta nhìn cây sinh mệnh thiên hành với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó xoay người biến mất, vòng xoáy kia cũng biến mất, bầu trời trở lại như bình thường. Diệp Quân cũng nhìn thấy ánh mắt của Phạn Diêm La Thiên Tử, hắn nhìn cây sinh mệnh thiên hành, cây này không đơn giản nha. Lúc này, trong cây sinh mệnh thiên hành bay ra một quả hạch, bên trong quả hạch có một đốm sáng nhỏ, sau đó vô số sức mạnh sinh mệnh bay vào trong quả hạch, đốm sáng nhạt trong quả dần tan biến, linh hồn của Thượng Thần Thiên Vân cũng chậm rãi ngưng tụ, chẳng bao lâu, linh hồn của bà ta đã hoàn toàn ngưng tụ thành công. Nhìn thấy cảnh này, Nhất Niệm và Tịnh An vui mừng rớt nước mắt. Diệp Quân cũng thở phào một hơi, sau khi hắn đến nền văn minh thiên hành, tuy có nhiều xích mích với nơi đây, nhưng Thượng Thần Thiên Vân vẫn luôn giúp hắn, bởi thế hắn cũng không hy vọng bà sẽ biến mất khỏi thế gian. Lúc này, hồn phách của Thượng Thần Thiên Vân đã được hút vào trong cây sinh mệnh thiên hành. Cây sinh mệnh thiên hành nói, bây giờ hồn phách và quả hạch của bà ấy vô cùng yếu, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ta cũng sẽ từ từ hồi sinh những người khác nữa. Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn Nhất Niệm và Tịnh An, thời gian tới, nền văn minh thiên hành cần hai muội phụ trách tình hình chung, hai muội phải phấn chấn lên, biết chưa? Nhất Niệm gật đầu, vâng. Tịnh An cắn mạnh một miếng đùi cừu, phục hưng nền văn minh thiên hành. Diệp Quân và Nhất Niệm nhìn nhau cười, Tịnh An hoạt bát hài hước đã quay trở lại. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tịnh An và Nhất Niệm bắt đầu cai quản nền văn minh thiên hành, bây giờ hai người họ là cốt lõi của cả nền văn minh, vậy nên tất cả người dân đều nghe lời họ răm rắp, tôn kính vô cùng. Còn Diệp Quân thì đi tới một nơi, khoanh chân ngồi xuống, hắn lấy mấy chiếc nhẫn không gian lúc trước ra, trong nhẫn có hơn 300.000 mạch vĩnh hằng. Hơn 300.000 mạch vĩnh hằng là một khoản rất lớn. Ngoài ra còn có vô số thần vật khác. Trong đó nhiều nhất là bảo bối của ba chí tôn và pháp thần ác đạo. Nhất là nhẫn không gian của pháp thần ác đạo, bên trong có rất nhiều thần vật kỳ lạ, đều không phải thứ tầm thường. Diệp Quân xòe tay ra, một quyển sách cổ màu đỏ máu xuất hiện trong tay hắn. Ác thư. Ác tự và ác huyết trong quyển sách này đã bị hắn hấp thụ hết, nhưng quyển sách này có giá trị rất lớn, bởi bản thân nó được hình thành từ ác niệm, hơn nữa bên trong còn có ác thế giới đặc biệt. Diệp Quân mở ác thư ra, một luồng ác niệm khủng khiếp ập tới, chỉ trong thoáng chốc, huyết mạch phong ma trong cơ thể hắn đã sôi trào. Diệp Quân cả kinh, vội vàng gập sách lại. Nhìn ác thư trước mắt, Diệp Quân vô cùng kinh hãi, ác niệm đáng sợ thế này, bây giờ hắn đúng là may mắn, nếu không phải hắn có huyết mạch phong ma và kiếm thanh huyên thì thật sự không thể ngăn cản được sức mạnh của ác thư này. Kiếm thanh huyên có thể phá vỡ mọi thứ. Huyết mạch phong ma có thể hấp thu mọi thứ ác. Ác thư này gặp hắn coi như gặp phải khắc tinh. Diệp Quân cất ác thư đi, thứ này có thể coi như thần vật làm tăng biên độ của huyết mạch phong ma. Sau này khi kích hoạt huyết mạch phong ma, hắn sẽ mở quyển sách này, điên cuồng hấp thu ác niệm từ đó tăng sức chiến đấu lên một cách điên cuồng. Thực ra nếu thôn tính luôn thứ này thì chắc chắn huyết mạch phong ma sẽ có thể một lần nữa nâng cao, nhưng bây giờ hắn không dám. Bởi hiện tại huyết mạch phong ma của hắn vẫn chưa hoàn toàn hấp thụ được ác tự và ác huyết lúc trước. Lát nữa hắn sẽ hấp thu nó hoàn toàn. Diệp Quân sắp xếp suy nghĩ xong nhìn nhẫn không gian của pháp thần ác đạo trước mặt, rất nhanh, hắn nhíu mày,
vì hắn phát hiện trong nhẫn không gian của pháp thần ác đạo này có tới mấy chục nghìn viên tinh thể tạo hóa. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ pháp thần ác đạo này từng tiếp xúc với nền văn minh vũ trụ cấp 6? Diệp Quân trầm mặc một lúc, hắn cất mấy chục nghìn viên tinh thể tạo hóa đi, sau đó nhìn nhẫn không gian. Trong nhẫn không gian có một chiếc tàu cực kỳ lớn, phải tới trăm vạn trượng, chiếm một nửa không gian trong nhẫn không gian, con người đứng trước nó thật sự chỉ nhỏ bé như hạt bụi. Nhìn chiếc tàu khổng lồ này, Diệp Quân hơi tò mò, đây là thứ của nền văn minh nào? Diệp Quân nghĩ ngợi rồi đi vào trong nhẫn không gian. Nhẫn không gian này không phải vật tầm thường, nó tự hình thành một thế giới không gian, vì thế hắn có thể vào được. Diệp Quân tới trước chiếc tàu, nhìn từ khoảng cách gần càng kinh hãi hơn, một loại cảm giác áp bức ập tới. Diệp Quân quan sát kỹ con tàu khổng lồ, hắn phát hiện con tàu này có rất nhiều nơi không hoàn thiện, giống như bị hư hại nghiêm trọng. Sau khi nghiên cứu một hồi, Diệp Quân cũng chẳng nghiên cứu ra cái gì nên đành từ bỏ, chắc phải để Tiểu Ái nghiên cứu thứ này thôi. Nhà hắn cũng chế tạo tàu kia mà. Diệp Quân tới trước món thần vật cuối cùng, đó là một thanh huyết đao, chính là huyết đao đã làm Tịnh Sơ bị thương lúc trước. Diệp Quân đi tới trước huyết đao, nó khẽ rung chuyển, Diệp Quân xòe tay, thanh huyết đao vẫn không nhúc nhích. Diệp Quân cau mày, lấy kiếm thanh huyên ra, huyết đao sợ hãi, vội bảo, đầu hàng, ta đầu hàng. Diệp Quân. Huyết đao hiển nhiên rất sợ kiếm thanh huyên của Diệp Quân, nó khẽ rung lên. Nhưng Diệp Quân lại hơi tò mò, hắn quan sát huyết đao rồi hỏi, ngươi tên gì? Huyết đao run rẩy đáp, Nhẫn Linh. Diệp Quân hỏi, ngươi được pháp thần ác đạo luyện chế ra à? Huyết đao đáp, không phải, ta đến từ nền văn minh phệ giả. Diệp Quân hơi thắc mắc, nền văn minh phệ giả. Huyết đao nói, phải. Diệp Quân hỏi, nền văn minh cấp mấy? Huyết đao do dự một lúc rồi đáp, ta không biết. Diệp Quân nhíu mày, ngươi đến từ nền văn minh phệ giả mà ngươi lại không biết. Huyết đao nói, ta được chủ nhân chọn ra rồi luyện chế, vậy nên ta chỉ biết mình đến từ nền văn minh phệ giả, còn nền văn minh này cấp mấy thì ta không biết. Diệp Quân cạn lời. Huyết đao nói tiếp, sau khi chủ nhân ta ra đi đã để lại truyền thừa, sau này bị pháp thần ác đạo này lấy được, vì thế cô ta đã kế thừa một số truyền thừa của chủ nhân ta. Diệp Quân bảo, thì ra là vậy. Nói rồi hắn nhìn con tàu khổng lồ cách đó không xa, thứ này cũng là của chủ nhân ngươi hả? Huyết đao nói, đúng thế, năm xưa chủ nhân ta trộm được đấy. Diệp Quân quan sát con tàu khổng lồ rồi hỏi, ngươi còn biết những gì nữa? Huyết đao đáp, không biết gì nữa cả. Diệp Quân. Huyết đao tiếp tục nói, ta có thể đi theo ngươi được không? Diệp Quân nhìn huyết đao, đi theo ta. Huyết đao vội nói, đúng vậy. Ta cảm thấy đi theo ngươi sẽ có tương lai tươi đẹp hơn. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi bảo, nhưng ta dùng kiếm. Huyết đao đáp, ta không chê. Diệp Quân. Cuối cùng Diệp Quân vẫn giữ thanh huyết đao này lại, tuy không dùng đến mấy nhưng hắn phát hiện, mấy năm nay nó đi theo pháp thần ác đạo biết được không ít chuyện, nhưng tiếc là nó cũng không biết vị nhất điện chủ trong truyền thuyết kia. Nhất điện chủ. Diệp Quân luôn cảm thấy người ẩn trong bóng tối này là mối nguy hiểm tiềm ẩn cực lớn, nhưng đối phương ẩn náu không xuất hiện, hắn cũng không làm gì được. Không suy nghĩ nhiều nữa, Diệp Quân về lại tiểu tháp, hắn khoanh chân ngồi xuống rồi liên lạc với Tịnh Sơ, hắn nói với bà ta muốn kích hoạt sức mạnh huyết mạch, lát nữa tiền bối và tháp gia giúp ta lấy lại sự tỉnh táo, được không? Tịnh Sơ gật đầu, được. Diệp Quân gật đầu rồi kích hoạt huyết mạch phong ma. Chỉ trong tích tắc, cả người Diệp Quân đã biến thành màu đỏ máu, vô số sát ý, địch ý và sát niệm lan tràn ra xung quanh. Thấy vậy, Tịnh Sơ tiến lên một bước, thi triển võ vực của mình, cưỡng ép trấn áp vùng thời không hiện tại của mình và Diệp Quân, không để sát ý, địch ý và sát niệm của Diệp Quân khuếch tán ra ngoài. Diệp Quân cố gắng giữ lại chút lý trí, nhưng khi huyết mạch phong ma của hắn bắt đầu hấp thụ sức mạnh của ác tự và ác huyết thì không bao lâu. Chút lý trí cuối cùng của hắn cũng đã mất sạch. Đùng đoàng. Sau khi hoàn toàn tiến vào trạng thái phong ma, một luồng khí tức huyết mạch phong ma đáng sợ lan ra xung quanh, không ngừng đánh vào võ vực của Tịnh Sơ, thời không bị trấn áp bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tịnh Sơ khẽ cau mày,
tiến lên một bước, ý chí võ đạo xuất hiện, mà sau khi ý chí võ đạo này xuất hiện, sức mạnh huyết mạch phong ma của Diệp Quân bắt đầu dần dần bị áp chế. Nhưng không lâu sau, sức mạnh huyết mạch phong ma của Diệp Quân ngày càng mạnh hơn, chống lại được cả ý chí võ đạo của Tịnh Sơ. Thấy cảnh này, trong mắt Tịnh Sơ hiện lên vẻ ngạc nhiên, sức mạnh của huyết mạch phong ma hoàn toàn vượt xa dự đoán của bà ta. Diệp Quân đột ngột chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tịnh Sơ, hai mắt đỏ như máu, lộ ra vẻ địch ý. Tịnh Sơ nhìn Diệp Quân, người cùng phe đấy. Giây tiếp theo, Diệp Quân hóa thành một luồng kiếm quang màu đỏ máu, chém mạnh về phía Tịnh Sơ. Sắc mặt Tịnh Sơ trầm xuống, mẹ kiếp. Chiến đấu. Diệp Quân lúc này đã hoàn toàn phong ma, sát ý ngút trời, không nhận ra bất cứ người nào. Thấy Diệp Quân chém tới, Tịnh Sơ giơ tay phải lên rồi ấn mạnh xuống. Ầm. Một luồng ý chí võ đạo đáng sợ thoáng chốc trấn áp Diệp Quân tại chỗ. Mặc dù thực lực kiếm đạo và sức mạnh huyết mạch của Diệp Quân đều đã tăng lên rất nhiều, nhưng so với Tịnh Sơ ở trạng thái đỉnh cao thì vẫn còn một khoảng cách lớn. Mặc dù bị trấn áp, nhưng khí tức của huyết mạch phong ma vẫn dâng trào dữ dội. Tịnh Sơ nhìn Diệp Quân một lúc, đột nhiên rút lại ý chí võ đạo, sau đó dẫn Diệp Quân biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa thì đã ở trong một tinh không không xác định. Diệp Quân chém một kiếm về phía bà ta. Chiến đấu. Bà ta phát hiện chỉ trấn áp Diệp Quân thôi không được, phải khiến hắn chiến đấu, trong quá trình chiến đấu dễ hấp thu ác tự và sức mạnh ác huyết hơn. Rất nhanh, hai người đã lao vào chiến đấu. Sau khi hoàn toàn phong ma, sức chiến đấu của Diệp Quân tăng vọt, nhưng hắn vẫn bị Tịnh Sơ áp chế, có điều thông qua việc không ngừng chiến đấu, những ác tự và sức mạnh ác huyết còn sót lại trong cơ thể Diệp Quân dần dần bắt đầu trở thành một phần cơ thể của hắn. Càng đánh càng mạnh. Sức mạnh huyết mạch cũng dần có sự thay đổi. Vũ trụ vô gian. Tại một thời không hư vô, Phù Đạo Thiên nhìn về phía trước, cuối tầm mắt của ông ta là một thời không đặc biệt đã bị bóp méo. Mà trong thời không đặc biệt đã bị bóp méo này loáng thoáng có thể thấy chút ánh sáng. Lúc này, một ông lão xuất hiện bên cạnh Vu Đạo Thiên. Vu Đạo Thiên hỏi, bà ta ở bên trong thế nào rồi? Ông lão đáp, không biết ạ. Vu Đạo Thiên hơi cau mày. Ông lão trầm giọng, ban đầu bà ta còn định chạy thoát khỏi thời không vô gian, nhưng bây giờ không biết vì sao không có động tĩnh gì nữa. Vu Đạo Thiên hỏi, còn sống chứ? Ông lão gật đầu, chắc chắn rồi ạ. Phù Đạo Thiên gật đầu, thời không này do nền văn minh quy giả khi xưa để lại, bà ta không thể nào phá được, cứ để bà ta tiếp tục ở trong đó đi. Ông lão gật đầu, thật ra họ cũng chỉ có thể giam giữ được vị thiên hành chủ này thôi, muốn giết chết cường giả cấp bậc này thực sự quá khó. Ông lão hỏi, tộc trưởng, bây giờ nền văn minh thiên hành đang nội loạn, tổn thất nặng nề, sao chúng ta không nhân cơ hội này hạ gục bọn chúng? Phù Đạo Thiên đáp, chờ đại tế sư. Ông lão muốn nói lại thôi. Phù Đạo Thiên bình tĩnh đáp, không thể đánh giá thấp thủy tổ của nền văn minh thiên hành được đâu. Thủy tổ thiên hành. Vẻ mặt ông lão nhất thời trở nên nặng nề, đúng thế, thủy tổ của bất kỳ nền văn minh nào cũng là người xuất sắc nổi bật, càng không nói tới thủy tổ của nền văn minh đỉnh cao vũ trụ cấp 5 như nền văn minh thiên hành này. Dường như nghĩ đến điều gì, ông lão nhìn Phù Đạo Thiên, tộc trưởng, ác đạo minh. Phù Đạo Thiên nói, đương nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng được ác đạo minh, lần này pháp thần ác đạo của họ chết trận, cường giả thực sự chỉ còn lại nhất điện chủ thôi. Nói đến đây, ông ta nhíu mày, không tra ra được lai lịch của đối phương à. Ông lão lắc đầu, không tra ra được, nhất điện chủ này cực kỳ thần bí, có lẽ chỉ vì ác đạo đang bị áp chế và pháp thần ác đạo kia biết lai lịch của ông ta thôi. Phù Đạo Thiên nói, thực lực của chân thần đó thế nào? Ông lão trầm giọng đáp, rất mạnh. Phù Đạo Thiên nhẹ nhàng bảo, xem ra người đứng sau Diệp Quân thực sự có năng lực đấy. Ông lão gật đầu, nền văn minh quan huyên này đúng là không đơn giản, nếu không ác đạo minh cũng không tổn thất nhiều như vậy. Phù Đạo Thiên nói, điều tra đi. Ông lão đáp, rõ. Nói xong ông ta lặng lẽ lui đi. Sau khi ông lão đi ra ngoài, Phù Đạo Thiên nhìn thời không vô gian phía xa, chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ cần thôn tính nền văn minh thiên hành thì thực lực của tộc Đại Vu chắc chắn sẽ tăng lên một cấp độ cao hơn.
còn cả nền văn minh Quan Huyên kia nữa. Bảo bối trên người Diệp Quân cũng không ít. Giữa các nền văn minh nổ ra chiến tranh, xét cho cùng thực ra cũng chỉ vì hai chữ, lợi ích. Một nền văn minh muốn trở nên mạnh hơn chỉ có hai cách, một là nội bộ xuất hiện thiên tài yêu nghiệt tuyệt thế, hai là cướp đoạt tài nguyên. Trong tinh không, Diệp Quân vẫn đang chiến đấu với Tịnh Sơ, lúc này hắn đã hấp thu hết ác tự và sức mạnh ác huyết trong cơ thể, thực lực của hắn cũng mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, hơn nữa còn càng đánh càng mạnh hơn. Nhưng Tịnh Sơ vẫn ứng phó một cách dễ dàng. Thấy đã gần được, Tịnh Sơ phóng ra ý chí võ đạo của mình. Bùm! Ý chí võ đạo cường đại nháy mắt bao phủ Diệp Quân phía xa, nhưng giây tiếp theo, một luồng huyết mang đáng sợ phóng ra từ cơ thể Diệp Quân. Sức mạnh này ép lùi ý chí võ đạo của bà ta. Trong mắt Tịnh Sơ hiện lên vẻ ngạc nhiên. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến mất tại chỗ. Tịnh Sơ tung ra một quyền. Ầm! Diệp Quân bị quyền này đẩy lùi liên tục, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại biến mất tại chỗ. Nội dung tiếp theo được đăng tải tại website ta. Vụt! Kiếm quang màu máu vụt qua như một tia sét, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt Tịnh Sơ. Tịnh Sơ tiến lên một bước, một luồng ý chí võ đạo đáng sợ tuôn ra từ trong cơ thể bà ta, chỉ trong chốc lát, ý chí võ đạo này đã trấn áp Diệp Quân tại chỗ, cùng lúc đó, bà ta lên tiếng, tiểu tháp, trấn áp giúp ta. Ầm! Một luồng sáng vàng từ cơ thể Diệp Quân phóng lên trời. Trấn áp huyết mạch phong ma. Như lúc trước, huyết mạch phong ma bắt đầu điên cuồng phản kháng. Tiểu tháp trầm giọng bảo, huyết mạch này thật sự định phản chủ. Dường như bất mãn, huyết mạch phong ma một lần nữa bộc phát ra sức mạnh huyết mạch phong ma đáng sợ, suýt nữa thì hất văng tiểu tháp. Nó thấy rằng tiểu tháp và Diệp Quân đều đang kìm hãm bước chân mình, nếu để mặc cho nó muốn làm gì thì làm, Diệp Quân đã vô địch từ lâu rồi. Muốn làm việc lớn thì phải nghĩ thoáng. Chủ nhân đời đầu vẫn là đã nhất, động cái là đồ sát thành, đồ sát thế giới. Rất nhanh, huyết mạch phong ma đã bị trấn áp dưới sự liên thủ của tiểu tháp và Tịnh Sơ, màu máu trong mắt Diệp Quân cũng dần nhạt đi, không lâu sau, trong mắt Diệp Quân cuối cùng cũng khôi phục lại một chút ánh sáng. Diệp Quân từ từ nhắm hai mắt lại, nắm chặt hai tay, thật lâu sau, sát ý, địch ý và ác niệm toát ra từ trên người hắn dần dần biến mất. Diệp Quân mở mắt, hắn nhìn Tịnh Sơ thu hồi ý chí võ đạo của mình lại. Diệp Quân hít sâu một hơi, một lúc sau, hắn nắm chặt hai tay, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Sau khi hoàn toàn hấp thụ sức mạnh của ác tự và huyết khí, không chỉ huyết mạch phong ma mạnh lên rất nhiều mà cảnh giới tu vi của hắn cũng được nâng cao rất nhiều. Như nghĩ đến điều gì, hắn nhìn Tịnh Sơ cô nương. Tịnh Sơ sửa lại, gọi là người dân thiên hành Tịnh Sơ. Diệp Quân. Tiểu tháp. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tịnh Sơ, Diệp Quân chần chừ một lúc rồi gọi, người dân thiên hành Tịnh Sơ. Tịnh Sơ khẽ gật đầu, Diệp Quân lắc đầu cười, ta muốn thực chiến với bà để học hỏi thêm. Tịnh Sơ gật đầu, được. Diệp Quân xòe tay ra, một thanh ý kiếm ngưng tụ trong tay hắn, giây tiếp theo hắn đã biến mất tại chỗ. Vụt. Kiếm quang lóe lên, một thanh kiếm thoáng chốc phóng tới trước mặt Tịnh Sơ. Tịnh Sơ chỉ tung ra một quyền bình thường, quyền này vừa ra, hàng ngàn hàng vạn ý chí võ đạo tuôn ra, buộc Diệp Quân phải dừng lại tại chỗ. Mà lúc này, Diệp Quân đột nhiên phóng ý chí kiếm đạo của mình ra. Hai luồng ý chí chống lại nhau. Nhưng chỉ kéo dài được trong chốc lát, sau khi Tịnh Sơ tiến lên một bước, Diệp Quân bị buộc phải lùi lại liên tục, thoáng chốc hắn đã lùi lại cả gần vạn trượng. Diệp Quân gầm lên một tiếng, ý chí kiếm đạo trong cơ thể hắn tuôn trào như thủy triều, nhưng ý chí kiếm đạo của hắn vẫn không thể lay chuyển được ý chí võ đạo của Tịnh Sơ, vẫn bị áp chế. Lúc này, Tịnh Sơ lại tiến lên một bước. Dầm! Diệp Quân lùi lại vạn trượng. Diệp Quân vừa dừng lại, ý chí võ đạo đột nhiên cuộn trào như một ngọn núi, thời không hắn đang đứng bị ý chí võ đạo này nghiền nát từng tấc rồi hủy diệt. Tiếp tục ủng hộ Metroid Hot ra thêm nhiều chuyện mới phục vụ các bạn nha. Diệp Quân lại lùi lại. Trong lúc lùi lại, Diệp Quân hét lên phi kiếm ra, tuy đây là nhất kiếm quyết sinh tử nhưng hắn không thực sự có ý quyết tử nên kiếm thế yếu hơn rất nhiều.
Bùm! Kiếm này vừa ra, hắn một lần nữa bị chấn áp phải lùi lại liên tục. Mà lúc này, Tịnh Sơ thu hồi lại ý chí võ đạo của mình, Diệp Quân như chút được gánh nặng, cảm thấy toàn thân thả lỏng, hắn lắc đầu cười khổ, khoảng cách giữa hắn và Tịnh Sơ vẫn còn rất xa. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Tịnh Sơ và Phục Võ trước đây chắc chắn là người đứng đầu nền văn minh cấp 5 rồi. Thời gian này, thật ra thực lực của hắn đã tăng lên rất nhanh, bước tiếp theo là phải ổn định nó. Sắp xếp lại suy nghĩ xong, Diệp Quân nhìn Tịnh Sơ, chúng ta đến vũ trụ vô gian đi. Mắt Tịnh Sơ sáng lên, bà ta gật đầu, được. Diệp Quân đưa Tịnh Sơ đến vũ trụ vô gian, lần này mục tiêu của họ là cứu thiên hành chủ nền văn minh thiên hành, bởi vậy Tịnh Sơ ở trong tiểu tháp, còn Diệp Quân thì bảo tiểu tháp che giấu hơi thở của mình. Tuy hắn cũng không biết tiểu tháp có đáng tin cậy không, nhưng giờ phút này hắn cũng chẳng thể quan tâm được nhiều nữa. Hệ Ngân Hà, Yến Kinh. Mặt trời lên cao, trên đường người qua người lại tấp nập, vô cùng nhộn nhịp. Trên cầu vượt, một người phụ nữ đang chậm chậm đi trên đường, cô ta mặc một chiếc váy dài, trên chiếc váy dài có thêu hình một đôi yêu thú khá lạ, mái tóc buông xóa tùy ý phía sau, phía dưới buộc một sợi dây màu đỏ, phong hoa tuyệt đại. Cô ta thẫn thờ hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh. Hai bên là một số người bày quán ven đường, dán màn hình điện thoại, bán điện thoại, đánh cờ, cũng có cả bán sách, bìa sách còn có tên không mấy đứng đắn, Dục Hải Tình Mê. Chủ quầy là một người phụ nữ ăn mặc rất thời trang, áo phông trắng, quần bò, đôi chân dài rất bắt mắt, cô ta đang lật sách đọc say sưa, thi thoảng mặt lại đỏ lên, hai chân cọ vào nhau. Lúc này chủ quầy như cảm nhận được gì bèn nhìn về phía trước cách đó không xa, khi nhìn thấy người phụ nữ váy dài thì cô ta chợt sững lại, người phụ nữ này trông như bước từ sách ra, cao quý, xinh đẹp tuyệt trần. Người phụ nữ mặc váy dài đi trên cầu, đi mãi, đúng lúc này một chủ quầy bỗng cười mời chào, người đẹp, có mua hoa quả không? Ngon lắm! Hoa quả! Người phụ nữ váy dài đột nhiên run lên, giây tiếp theo, cô ta ngồi xổm ở một góc. Hai tay ôm đầu, nước mắt lưng tròng, run rẩy nói, đừng, đừng. Vũ trụ vô gian. Dưới sự hướng dẫn của Tịnh Sơ, chẳng bao lâu Diệp Quân đã đến được vũ trụ vô gian, vì có tháp da che giấu hơi thở nên hắn không bị phát hiện. Khi hắn lặng lẽ đến thời không vũ trụ vô gian, hắn chợt thấy ngạc nhiên bởi thời không này nơi khá kỳ lạ. Lúc này, Tịnh Sơ chợt nói, thời không nơi này vô cùng phức tạp, người phải cẩn thận. Diệp Quân gật đầu, nhìn kiếm thanh huyên trong tay rồi lại nhìn xung quanh, hắn phát hiện trong bóng tối có ẩn náu một vài hơi thở cường đại. Cảm nhận được điều này, nét mặt hắn lập tức trầm xuống. Tịnh Sơ nói, ta giúp ngươi dụ họ đi. Nói xong Tịnh Sơ ra khỏi tiểu tháp, giây tiếp theo bà ta đã xuất hiện ở nơi cách đó mấy vạn trượng, sau đó một luồng ý chí võ đạo đáng sợ lan ra khắp đất trời, trấn áp mọi thứ. Sau khi Tịnh Sơ xuất hiện, những cường giả của vũ trụ vô gian đang ẩn trong bóng tối giật mình sửng sốt, họ không ngờ quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ này lại xuất hiện ở đây không một tiếng động. Tịnh Sơ không hề nhiều lời, lao thẳng về phía nhóm cường giả. Chiến đấu. Người Diệp Quân lóe lên, hắn đi vào thời không vô gian. Vừa vào thời không vô gian, hắn đã lại nhíu mày, bởi vì thời không nơi này không có quy luật, vặn vẹo như một chiếc gương. Rất kỳ quặc. Diệp Quân không dám sơ suất, hắn cầm kiếm thanh huyên chậm rãi đi về phía xa, chưa đi được bao lâu, một luồng sức mạnh bí ẩn đột nhiên lan ra từ khắp thời không xung quanh. Diệp Quân cau mày, vội đâm nhẹ kiếm thanh huyên về phía trước. Phập! Thời không trước mặt hắn bị xé toạc. Mà những thời không xung quanh như cảm nhận được điều gì đó nên lần lượt lui về tứ phía. Rõ ràng là sợ kiếm thanh huyên trong tay hắn. Diệp Quân nhìn thời không vô gian xung quanh, tiếp tục đi về phía trước, vì có kiếm thanh huyên nên hắn đi không hề có trở ngại. Hắn nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra thiên hành chủ. Diệp Quân chau mày, không phải đã ngỏm rồi đó chứ. Không suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục đi về phía trước. Đi được chừng nửa canh giờ, đột nhiên hắn nhìn thấy một cánh cửa đá cổ kính. Cửa. Diệp Quân hơi thắc mắc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn tới trước cánh cửa đá ấy. Cánh cửa cao mấy chục trượng, hai bên trái phải có chữ lớn, lần lượt là Đạo và Pháp. Đạo Pháp.
Diệp Quân lấy kiếm Thanh Huyên ra tỉ nhẹ lên cửa, khi hắn chuẩn bị ấn mạnh thì cánh cửa đã tự động mở ra. Diệp Quân. Bên trong cửa là một luồng sáng trắng. Diệp Quân đi về phía cửa, sau khi đi xuyên qua luồng sáng trắng, một mảnh đất hoang xuất hiện trong tầm mắt hắn, phía cuối mảnh đất hoang có mấy vạn bia mộ sừng sững, cực kỳ hoang vu vắng vẻ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp Quân hơi khó hiểu. Đây là nơi nào? Diệp Quân đi về phía khu mộ ấy, hắn thấy trên mỗi tấm bia đều có chữ, nhưng hắn đều không biết. Diệp Quân tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, ngay chính giữa khu mộ, hắn nhìn thấy bốn ngôi mộ cực lớn, chúng rộng hơn các ngôi mộ khác không chỉ một lần, hơn nữa còn có màu đỏ máu, bên trên có những phù văn cổ. Diệp Quân nhìn một chút rồi rời mắt, hắn đi về phía xa, ở cuối tầm mắt có một tòa đại điện cổ kính. Diệp Quân đi về phía đại điện, ở cửa điện có hai thị vệ mặc áo giáp đen đang nằm, mà họ đã chẳng còn thở nữa. Diệp Quân nhìn về phía đại điện, phóng thần thức ra, nhưng thần thức vừa tới trước đại điện thì đã biến mất. Diệp Quân nhíu mày, không nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía trước, một lát sau hắn đi vào đại điện. Trong đại điện rất trống trải, ngay trước mặt hắn có một pho tượng nam trung niên, ông ta nhìn về phía trước, chắp tay sau lưng, rất bá đạo, uy võ. Hế! Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh Diệp Quân. Diệp Quân lập tức dựng tóc gáy. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một cô gái đang đứng, cô gái mặc váy dài màu xanh nhạt, dung nhan như đóa hoa nở rộ, rất mỹ miều. Cô ta có mái tóc màu bạc nhạt, tóc mượt mà mềm mại xõa trên vai, tùy ý rủ xuống. Diệp Quân đã đoán được thân phận của đối phương chính là thiên hành chủ nền văn minh thiên hành thời nay. Người phụ nữ quan sát Diệp Quân với đôi mắt đầy tò mò, người đến đây bằng cách nào vậy? Diệp Quân trầm giọng hỏi, cô là thiên hành chủ của nền văn minh thiên hành. Người phụ nữ hơi bất ngờ, sao người biết? Diệp Quân đáp, ta đến đây để cứu cô. Vẻ mặt người phụ nữ trở nên hơi kỳ lạ. Diệp Quân nói, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn xoay người bước đi. Nhưng người phụ nữ không đi. Diệp Quân quay đầu nhìn người phụ nữ, hơi khó hiểu. Người phụ nữ cười hỏi, người nói người tới đây để cứu ta. Diệp Quân gật đầu. Người phụ nữ nhoẻn miệng cười, ta còn không biết ngươi là ai. Diệp Quân trầm giọng bảo, chúng ta vừa đi vừa nói. Nhưng người phụ nữ lắc đầu, ta không muốn đi. Diệp Quân tỏ vẻ thắc mắc, người phụ nữ mỉm cười, còn nữa, nếu ta muốn ra ngoài thì có thể đi bất cứ lúc nào. Diệp Quân hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt trầm xuống, cô có thể ra ngoài bất cứ lúc nào sao? Người phụ nữ mỉm cười, phải. Diệp Quân nhìn chằm chằm người phụ nữ, có phải cô vẫn chưa biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đúng không? Người phụ nữ không hiểu, đã xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Quân thở dài khe khẽ. Nền văn minh thiên hành của cô đã suýt thì bị xóa sổ đấy. Người phụ nữ cau mày, sao có thể thế được? Có Tịnh Sơ ở đó, làm sao nền văn minh thiên hành có thể bị xóa sổ được? Diệp Quân nhìn người phụ nữ trước mắt mà cạn lời. Hắn cứ tưởng người phụ nữ này bị nhốt ở đây, nhưng hắn không ngờ là cô ta chủ động ở lại đây. Người phụ nữ hỏi, rốt cuộc nền văn minh thiên hành đã xảy ra chuyện gì? Diệp Quân nói ngắn gọn về những gì đã xảy ra với nền văn minh thiên hành. Khi nghe thấy Phục Võ đã thoát ra ngoài, cuối cùng vẻ mặt người phụ nữ đã thay đổi. Sau khi nghe Diệp Quân kể xong, vẻ mặt người phụ nữ âm trầm u ám, cô ta không ngờ nền văn minh thiên hành lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Diệp Quân cũng hơi không nói nên lời. Cuộc nội chiến của nền văn minh thiên hành gần như đã phá hủy nền văn minh. Mà là lão đại của nền văn minh thiên hành, cô ta lại ở đây không xuất hiện. Một lát sau, người phụ nữ nhìn Diệp Quân, ngươi tên gì? Diệp Quân đáp, Diệp Quân. Người phụ nữ khẽ gật đầu, ta tên Chiêm Thanh, rất cảm ơn ngươi đã giúp đỡ nền văn minh thiên hành của ta. Nói xong cô ta cúi đầu thật sâu trước Diệp Quân. Diệp Quân trầm giọng bảo, e là vũ trụ vô gian và ác đạo minh sẽ không chịu thôi đâu, nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là rời khỏi nơi này. Chiêm Thanh nói, ta cần chút thời gian. Diệp Quân hơi khó hiểu, vì sao? Chiêm Thanh nhìn xung quanh, ngươi biết nơi này là đâu không?
Diệp Quân lắc đầu. Chiêm Thanh cười, tổ địa loạn cổ. Diệp Quân nhíu mày, nền văn minh thời đại loạn cổ. Chiêm Thanh gật đầu, chỉ vào pho tượng cách đó không xa, đây là loạn cổ đại đế của nền văn minh thời đại loạn cổ khi xưa, mà những ngôi mộ ngoài kia chính là mộ của cường giả tổ địa loạn cổ khi ấy. Nói đến đây, cô ta nhìn Diệp Quân, đều chưa chết, họ chỉ đang ngủ say thôi. Diệp Quân sửng sốt, chưa chết. Chiêm Thanh gật đầu, thời đại loạn cổ năm xưa, tộc loạn cổ được coi là gia tộc lớn nhất nền văn minh thời đại loạn cổ, nhưng ngoài họ ra còn có một vài gia tộc lớn khác nữa, có điều đều không mạnh bằng họ. Sau này tộc loạn cổ gây ra họa lớn, bị kẻ địch mạnh tấn công, thực lực giảm đi rất nhiều, mà những tộc khác nhân cơ hội này phát động chiến tranh diệt tộc đối với tộc loạn cổ. Tộc loạn cổ chịu kẻ thù từ cả hai phía, cuối cùng không địch lại được nên vị loạn cổ đại đế này đã dùng thần thông vô thượng, phá tan vũ trụ loạn cổ. Vũ trụ loạn cổ bị chia thành ba phần, vũ trụ vô gian, chiến trường thời không loạn cổ, thời đại loạn cổ. Nói đến đây, cô ta nhìn xung quanh, nơi đây chính là thời đại loạn cổ. Năm xưa loạn cổ đại đế vì bảo vệ gia tộc của mình mà phong ấn cường giả trong tộc, để họ ngủ say tại đây. Mà thời không vô gian bên ngoài chính là để ông ấy bảo vệ nơi này. Diệp Quân hỏi, loạn cổ đại đế đã chết chưa? Chiêm Thanh lắc đầu, không biết. Diệp Quân lại hỏi, nền văn minh thời đại loạn cổ này là nền văn minh cấp 6 hả? Chiêm Thanh cười đáp, có lẽ không phải, nhưng họ cũng như nền văn minh thiên hành của ta, có lẽ đều tới giai đoạn chạy nước rút để lên nền văn minh vũ trụ cấp 6. Nói rồi cô ta chỉ vào bức tường cách đó không xa, người nhìn phía trên đi. Diệp Quân nhìn bức tường đó, trên tường có vẽ rất nhiều ký tự kỳ lạ. Không hiểu chút nào. Diệp Quân nhìn Chiêm Thanh, cô ta giải thích, đại khái là họ đã nghiên cứu dây thời gian và vũ trụ đa nguyên, chỉ cần họ nghiên cứu thành công thì họ sẽ có thể thành công trở thành nền văn minh cấp 6, có thể hàng duy áp chế tất cả các nền văn minh khác dưới cấp 6. Hàng duy áp chế. Giờ khắc này, Diệp Quân nghĩ đến Phạn Diêm La Thiên Tử lúc trước. Cường giả nền văn minh vũ trụ dưới cấp 6 ngã xuống, cuối cùng đều sẽ bị bọn họ hấp thu, điều này chẳng khác nào coi vô số nền văn minh vũ trụ là lợn mà nuôi. Chiêm Thanh nói tiếp, có thể thấy được nền văn minh thời đại loạn cổ khi xưa đã gần như thành công. Nhưng lại bất ngờ gặp phải kẻ địch mạnh. Nói tới đây, cô ta quay đầu nhìn Diệp Quân, người biết điều này có nghĩa là gì không? Diệp Quân trầm giọng bảo, ý cô là nền văn minh bên trên không muốn nền văn minh bên dưới đột phá. Chiêm Thanh gật đầu, rất có khả năng này, tài nguyên của cả vũ trụ là có hạn, thêm một nền văn minh vũ trụ cấp 6 tức là phải phân chia tài nguyên lại, chắc chắn nền văn minh bên trên không cho phép điều này. Vậy nên ta đoán, nền văn minh bên trên vẫn luôn theo dõi chúng ta, sở dĩ bọn họ cho phép chúng ta sống có lẽ là vì chúng ta còn có tác dụng lớn hơn. Nói đến đây. Cô ta nhìn Diệp Quân, giống như thu hoạch rau hẹ, năm nay thu hoạch một đợt, năm sau lại thu hoạch một đợt, dù sao chỉ cần không nhổ tận gốc thì mỗi năm đều sẽ thu hoạch được một đợt. Diệp Quân nhìn Chiêm Thanh, phải nói rằng hắn rất sốc, đầu óc người này được đấy. Chiêm Thanh nói tiếp, nhưng điều này cũng bình thường, quy luật của vũ trụ là cá lớn ăn cá bé ăn tôm. Nói xong cô ta nhìn loạn cổ đại đế cách đó không xa. Người dân thiên hành Diệp Quân, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có muốn không? Diệp Quân trầm giọng, ta không phải người dân nền văn minh thiên hành. Chiêm Thanh gật đầu. Được rồi, người dân thiên hành Diệp Quân. Diệp Quân, Chiêm Thanh nhìn Diệp Quân cười bảo, có muốn? Nhận cơ hội không? Diệp Quân quả quyết đáp, có. Chiêm Thanh mỉm cười, đi đến trước mặt loạn cổ đại đế, cười bảo, loạn cổ đại đế. Ta biết ông để lại một phần thần hồn ở đây, ra đây đi. Một thoáng tĩnh lặng. Pho tượng khẽ rung lên, ngay sau đó một hư ảnh chậm rãi bay ra từ pho tượng. Chính là loạn cổ đại đế. Sau khi loạn cổ đại đế xuất hiện, ông ta nhìn Diệp Quân rồi lại nhìn Chiêm Thanh. Nền văn minh thiên hành. Chiêm Thanh cười, đúng thế. Loạn cổ đại đế bình tĩnh hỏi, có chuyện gì? Chiêm Thanh nhìn Diệp Quân, tiểu tử, đưa kiếm của ngươi cho vị này xem đi, nếu không có kiếm thì ông ấy không ra đâu. Diệp Quân nhìn loạn cổ đại đế, do dự một chút rồi xòe bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên chậm rãi bay đến trước mặt loạn cổ đại đế. Loạn cổ đại đế nhìn kiếm Thanh Huyên,
dần dần trong mắt ông ta có thêm vẻ nghiêm nghị. Một lúc sau, Loạn Cổ Đại Đế nhìn Diệp Quân, người tạo ra thanh kiếm này là gì của cậu? Diệp Quân đáp, người thân của ta. Loạn Cổ Đại Đế nhìn chằm chằm Diệp Quân một lúc lâu rồi im lặng. Chiêm Thanh cười, Loạn Cổ Đại Đế, có lẽ hắn là cơ hội duy nhất của tộc Loạn Cổ ông đấy. Loạn Cổ Đại Đế quay đầu nhìn Chiêm Thanh, ta không tin nền văn minh thiên hành của cô. Chiêm Thanh bình tĩnh nói, sở dĩ nền văn minh thiên hành ta nuốt chửng những nền văn minh cấp thấp hơn cũng là để đột phá giới hạn của mình, đạt tới một tầm cao mới. Hơn nữa bây giờ nền văn minh thiên hành ta vì nội loạn mà thực lực thiệt hại nặng nề. Đối với nền văn minh thiên hành ta hiện tại, đối kháng với tộc Đại Vu và Ác Đạo Minh mới là quan trọng nhất. Loạn Cổ Đại Đế nhìn Diệp Quân, kẻ thù của cậu là Ác Đạo Minh và tộc Đại Vu. Diệp Quân gật đầu, phải. Loạn Cổ Đại Đế im lặng. Diệp Quân hơi tò mò, tiền bối biết hai thế lực này à? Loạn Cổ Đại Đế gật đầu, tộc Đại Vu và tộc Loạn Cổ ta đều thuộc nền văn minh thời đại Loạn Cổ, thực lực của chúng năm xưa chỉ đứng sau chúng ta. Sau này tộc Loạn Cổ ta gặp kẻ thù mạnh, bọn chúng bắt tay với vạn tộc tấn công chúng ta. Nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Quân, phía sau tộc Đại Vu còn có cường giả của vạn tộc, ngoài ra thủy tổ nền văn minh tộc Đại Vu năm xưa đã từng tiếp xúc với một nền văn minh vũ trụ cấp 6. Ta vẫn luôn nghi ngờ năm xưa bọn chúng đột nhiên phát động vạn tộc tới tấn công tộc Loạn Cổ ta là do nhận chỉ thị của nền văn minh vũ trụ cấp 6 đó. Diệp Quân hơi thắc mắc, vì sao nền văn minh vũ trụ cấp 6 ấy lại không đích thân tấn công các ông? Loạn Cổ Đại Đế lắc đầu, ta không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng ta đoán chắc chắn phía trên không chỉ có một nền văn minh vũ trụ cấp 6, giữa bọn họ chắc chắn có thỏa thuận và hiệp định gì đó. Điều ta có thể khẳng định là bọn họ tuyệt đối không cho phép có nền văn minh nào đạt đến cấp 6. Năm xưa tộc Loạn Cổ ta đã sắp đột phá được cực hạn nền văn minh vũ trụ của mình để lên cấp 6, cũng chính vì điều này mà nền văn minh Loạn Cổ của ta đã gặp phải đại họa. Chiêm Thanh cười, xem ra đúng như ta dự đoán. Loạn Cổ Đại Đế nhìn Chiêm Thanh, lúc trước cô nói nền văn minh thiên hành của cô cũng gặp nguy hiểm, mà bây giờ tộc Đại Vu lại nhắm đến các cô. Ta nghĩ bọn chúng sẽ không vô duyên vô cớ nhắm đến các cô đâu. Chiêm Thanh hơi nhíu mày, chẳng lẽ là do mấy năm nay nền văn minh thiên hành của ta phát triển nhanh quá? Loạn Cổ Đại Đế lại nhìn Diệp Quân, vì sao Ác Đạo Minh cũng nhắm vào cậu? Diệp Quân nói ngắn gọn về ân oán với Ác Đạo Minh. Sau khi nghe Diệp Quân nói xong, Loạn Cổ Đại Đế nhíu chặt lông mày, vị ác đạo đó bị trấn áp rồi ư? Diệp Quân gật đầu. Phải. Vẻ mặt Loạn Cổ Đại Đế chợt trở nên kỳ lạ, ác đạo này được xưng là ác đạo chi tổ, không ngừng luân hồi tu luyện lại, tu vi nghịch thiên, năm xưa ta đã từng giao đấu với ác đạo này một lần. Diệp Quân vội hỏi, thế nào? Loạn Cổ Đại Đế lắc đầu, ta không bằng bà ta, khi ấy bà ta mới tái sinh mấy nghìn kiếp thôi, mà bây giờ chắc chắn thực lực của bà ta đã mạnh hơn rồi. Diệp Quân im lặng. Loạn Cổ Đại Đế nói tiếp, mục đích của bà ta là dung hợp vạn thế kiếp, diệt chúng sinh đạo, sau đó để bản thân đạt đến một tầm cao hoàn toàn mới. Nếu bà ta thật sự làm được thì một mình bà ta sẽ tương đương với một nền văn minh cấp 6. Diệp Quân nói, bà ta đừng có mơ. Chiêm Thanh. Loạn Cổ Đại Đế. Diệp Quân lại hỏi, vậy Nhất Điện Chủ thì sao? Loạn Cổ Đại Đế nhìn Diệp Quân, mạnh hơn vị ác đạo chi tổ này. Hơn nữa vị Nhất Điện Chủ đó lai lịch quá bí ẩn, năm xưa ta cũng đã điều tra rồi, nhưng bị bà ta cảnh cáo. Ta và Ác Đạo Minh bọn họ cũng không xung đột lợi ích nên không điều tra tiếp nữa. Diệp Quân im lặng. Mạnh hơn Ác Đạo Chi Tổ một chút không phải là Tịnh Tông Chủ đấy chứ. Trong số những đối thủ gặp được mấy năm qua, chỉ có hai người để lại ấn tượng sâu sắc với hắn, một là chủ nhân Bút Đại Đạo, hai là Tịnh Tông Chủ. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, Tịnh Tông Chủ ấy có lẽ không phải Nhất Điện Chủ. 2. Thật đau đầu. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân nhìn Loạn Cổ Đại Đế tiền bối, vừa nãy ông nói thủy tổ nền văn minh tộc Đại Vu đã từng tiếp xúc với nền văn minh vũ trụ cấp 6 hả? Loạn Cổ Đại Đế gật đầu, đúng thế. Diệp Quân hỏi, tiền bối biết nền văn minh vũ trụ cấp 6 đó tên gì không? Loạn Cổ Đại Đế lắc đầu, không biết. Bây giờ các cậu với bọn chúng là kẻ thù, phải hết sức cẩn thận đấy nhé. Diệp Quân gật đầu, ta biết rồi.
Loạn cổ đại đế nhìn Diệp Quân, muốn nói lại thôi. Chiêm Thanh cười bảo, loạn cổ đại đế, bây giờ tộc loạn cổ đã rơi vào tình cảnh này rồi, vì sao không cược lớn một lần? Cược lớn một lần. Loạn cổ đại đế đương nhiên hiểu ý của Chiêm Thanh. Bây giờ tộc loạn cổ đã suy tàn, muốn trỗi dậy một lần nữa trừ khi có người giúp đỡ, nếu không thì không thể nào. Mà tại sao người khác lại phải giúp ngươi? Muốn nhận được thì phải cho đi. Loạn cổ đại đế nhìn Diệp Quân trước mắt, thanh niên trước mắt này có đáng để giao phó không? Ông ta không dám khẳng định. Nếu thắng cược, tộc loạn cổ sẽ trỗi dậy một lần nữa, nhưng nếu thua cược thì tộc loạn cổ sẽ thật sự biến mất khỏi thế gian này. Chiêm Thanh bỗng cười, nếu tộc loạn cổ của ông ở thời kỳ đỉnh cao, ông cần suy nghĩ thì ta thấy đó là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ tộc loạn cổ của ông đã thế này rồi, ông còn suy nghĩ cái gì nữa? Loạn cổ đại đế nhìn Kiếm Thanh Huyên trước mặt rồi bật cười, nói cũng có lý. Nói xong ông ta nhìn Diệp Quân, cậu tên gì? Diệp Quân đáp, Diệp Quân. Loạn cổ đại đế gật đầu, Diệp công tử, bây giờ thực lực của tộc loạn cổ ta đã không còn như trước, nhưng nếu cậu không chê thì tộc loạn cổ ta sẵn sàng làm việc cho cậu. Diệp Quân nhìn loạn cổ đại đế, tiền bối. Cường giả của tộc loạn cổ sẽ nghe theo lệnh của ta chứ? Loạn cổ đại đế gật đầu. Yên tâm, bọn họ chắc chắn sẽ nghe theo lệnh của cậu. Diệp Quân gật đầu, được. Loạn cổ đại đế mỉm cười rồi nhìn ra ngoài, ông ta xòe tay sau đó ấn nhẹ uống, dậy đi. Đột nhiên, trong khu mộ kia có hàng vạn luồng khí mạnh mẽ phóng lên trời. Chẳng mấy chốc, bia mộ vỡ vụn. Hàng vạn cường giả đi ra từ trong mộ, ai nấy đều vô cùng mạnh, không hề kém những cường giả đỉnh cao của nền văn minh thiên hành chút nào. Nhất là bốn cường giả đi ra từ trong bốn ngôi mộ máu ấy, khí tức của họ càng mạnh hơn, bốn người mặc chiến giáp màu vàng sẫm, tay cầm trường mâu, bước đi ở phía trước. Mấy vạn cường giả đi tới trước đại điện, sau đó đồng loạt quỳ xuống, bái kiến tộc trưởng. Âm thanh như sấm rền, xuyên thủng cả bầu trời. Loạn cổ đại đế nhìn Diệp Quân, xòe tay ra, một chiếc ấn màu vàng chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quân, sau đó ông ta lại nhìn những cường giả bên ngoài, bắt đầu từ bây giờ, thấy Diệp công tử như thấy ta, các ngươi đều phải nghe theo lệnh của cậu ấy, kẻ nào làm trái, giết không tha. Nghe loạn cổ đại đế nói thế, những cường giả kia đều hơi giật mình, họ nhìn Diệp Quân với vẻ đầy nghi hoặc. Loạn cổ đại đế nhíu mày, không nghe thấy à? Nghe vậy. Toàn bộ cường giả tộc loạn cổ đều kinh hãi, vội vàng quay lại cung kính hành lễ với Diệp Quân, bái kiến Diệp công tử. Loạn cổ đại đế ở tộc loạn cổ là tồn tại như thần, đừng nói bảo họ tuân theo mệnh lệnh của Diệp công tử, dù có bảo họ tự sát thì họ cũng sẽ làm theo mà không cau mày. Diệp Quân nhìn những cường giả ấy rồi lại nhìn loạn cổ đại đế, chắc tiền bối cũng biết sắp tới chúng ta và tộc đại vu chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Loạn cổ đại đế cười, nói thật. Mối thù năm xưa, không ngày nào ta không muốn báo thù, lần này đại chiến với tộc đại vu, tộc loạn cổ ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Tộc đại vu. Nghe tên tộc này, hàng vạn cường giả đều lộ ra sát ý và định ý. Năm xưa tộc đại vu ở nền văn minh loạn cổ có thể nói là tiểu đệ của tộc loạn cổ, nhưng sau này tộc đại vu lại đâm sau lưng tộc loạn cổ, không biết bao nhiêu cường giả của tộc loạn cổ đã chết trong tay tộc đại vu. Huyết thù. Nghe loạn cổ đại đế nói thế, Diệp Quân gật đầu, được. Hiện giờ hắn cũng đang cần một nhóm cường giả đỉnh cao giúp đỡ, bởi vì nền văn minh thiên hành sau khi nội chiến một lần thì chỉ còn lại Tịnh Sơ và Nhất Niệm có thể chiến đấu, thực sự quá ít cường giả. Bây giờ những cường giả của tộc loạn cổ này gia nhập, hắn hoàn toàn có thể chiến đấu với ác đạo minh và tộc đại vu. Loạn cổ đại đế xòe tay ra, một chiếc nhẫn không gian từ từ bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân thắc mắc đây là gì vậy? Loạn cổ đại đế nói, tất cả thần vật và mạch vĩnh hằng của tộc loạn cổ ta đều ở trong chiếc nhẫn không gian này, bên trong có một chiếc thần giáp loạn cổ, là một trong ba báu vật tối cao của tộc loạn cổ ta, phù hợp với cậu đấy. Diệp Quân không từ chối, cất nhẫn đi tiền bối, ngoài những cường giả này, nền văn minh loạn cổ có còn tộc nhân nào nữa không? Nếu có, ta cũng sẽ giúp đỡ. Nghe vậy. Loạn cổ đại đế nở nụ cười, đương nhiên là còn rồi, bây giờ họ đang ở một thời không đặc biệt, đến lúc đó mong Diệp thiếu chú ý nhiều hơn. Diệp Quân đáp, đương nhiên rồi.
Loạn Cổ đại đế nhìn Diệp Quân cười thật tươi, thanh niên trước mắt đúng là có lòng. Loạn Cổ đại đế xòe tay ra, một cuốn sách cổ dày cộp xuất hiện, ông ta đưa nó cho Diệp Quân, đây là sách thời gian mà tộc Loạn Cổ ta năm xưa dốc hết tâm sức nghiên cứu. Vốn đã sắp thành công, tiếc là vào thời khắc mấu chốt, tộc Loạn Cổ lại gặp đại nạn, bây giờ ta tặng quyển sách này cho cậu, có quyển sách này, cậu sẽ càng biết rõ hơn về vũ trụ hiện giờ của chúng ta. Ngoài ra quyển sách này có lẽ cũng có thể giúp cậu nâng cao thực lực, đặc biệt là trong lĩnh vực điều khiển thời không. Sách thời gian. Diệp Quân đón lấy quyển sách thời gian dày kia, hắn quan sát tỉ mỉ một lúc, trên sách có rất nhiều phù văn kỳ lạ, bên trên còn có sức mạnh bí ẩn mơ hồ. Hắn hơi ngạc nhiên nhìn về phía Loạn Cổ đại đế tiền bối, dây thời gian này là gì vậy? Loạn Cổ đại đế giải thích, rất lâu trước đây, trong một vũ trụ đa nguyên, vũ trụ đó có rất nhiều vũ trụ cùng cấp. Mỗi vũ trụ cung cấp đều có một dây thời gian, sau này vũ trụ đa nguyên đó có cao thủ nghiên cứu ra một cách tu luyện thời gian đặc biệt, sử dụng cách này có thể tiến hành xuyên qua vũ trụ cung cấp. Vì thế vũ trụ đa nguyên xảy ra đại chiến, các vũ trụ chém giết lẫn nhau, dây thời gian hỗn loạn, sau này vũ trụ đó xuất hiện một cao thủ siêu cấp này tổng hợp tất cả vũ trụ cung cấp thành một dây thời gian, không cho phép thời gian xuất hiện hỗn loạn nữa. Nói đến đây, ông ta nhìn quyển sách thời gian trong tay Diệp Quân, khẽ cất lời, năm đó tộc Loạn Cổ ta tình cờ có được một công pháp tu luyện thời gian không hoàn chỉnh, sau đó tộc ta bắt đầu nghiên cứu, đã nghiên cứu hơn 100 triệu năm, chúng ta phát hiện chỉ cần biết cách tu luyện thời gian, chúng ta sẽ có thể tiêu diệt những nền văn minh vũ trụ khác. Tiêu diệt. Diệp Quân tỏ vẻ tò mò, là thế nào cơ? Loạn Cổ đại đế nói, vì một khi tu luyện thành công, công pháp tu luyện thời gian đó không chỉ có thể tiến hành xuyên qua thời không cùng cấp còn có thể đi ngược thời gian. Nói một cách đơn giản thì chúng ta có thể tiến vào dây thời gian của nền văn minh khác, đi tới thời điểm trước khi bọn họ trưởng thành để tiêu diệt bọn họ. Nghe thấy thế, sắc mặt Diệp Quân thay đổi, thế thì có kinh khủng quá không? Chiêm Thanh ở một bên cũng bắt đầu nhíu mày. Nếu thật sự có năng lực như thế thì đúng là có thể tấn công nền văn minh khác. Ít nhất bây giờ nền văn minh thiên hành không làm được điều này. Loạn Cổ đại đế khẽ thở dài, tiếc quá, tộc chúng ta còn chưa nghiên cứu xong thì đã gặp phải họa lớn. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Quân, lúc đầu ta thật sự không muốn đưa thứ này cho cậu, vì theo chúng ta được biết, năm đó thuật tu luyện thời gian này xem như cấm thuật ở vũ trụ đa nguyên kia, là thứ không được phép tu luyện, nhưng ta thấy Diệp công tử không phải người bình thường, nếu cậu tu luyện thì có lẽ không thành vấn đề. Ông ta cược lớn như thế đương nhiên không phải vì suy nghĩ nhất thời, dựa vào kiến thức và sự hiểu biết với vũ trụ của ông ta, đương nhiên ông ta hiểu thanh kiếm trước mặt chắc chắn không phải do nền văn minh vũ trụ cấp 5 tạo ra. Chỉ cao thủ siêu cấp mới có thể nhìn ra sự bất phàm của thanh kiếm này. Diệp Quân nhìn quyển sách thời gian kia rồi nói với giọng điệu nghiêm túc, cảm ơn. Sau đó, hắn cất quyển sách đi. Hắn vẫn luôn rất hứng thú với đạo thời gian này. Không chỉ hắn mà Nhất Niệm cũng thế, cũng không biết sách thời gian này có thể kết hợp với thời không đặc biệt trong tiểu tháp hay không, sau này phải nghiên cứu cùng Nhất Niệm xem sao. Loạn Cổ đại đế cười khẽ, tiểu hữu, tộc Loạn Cổ nhờ hết vào cậu. Dứt lời, ông ta mở lòng bàn tay, một quyển trục xuất hiện trước mặt Diệp Quân, quyển trục này là một cái bản đồ, rất nhiều người của tộc Loạn Cổ ta đang sống ở đó, nhờ cậu quan tâm đến họ. Diệp Quân nhận lấy quyển trục. Chắp tay nói, chắc chắn rồi. Loạn Cổ đại đế gật đầu, ông ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp, sau đó, cơ thể ông ta dần trở nên hư ảo. Diệp Quân chần chừ một lát rồi hỏi, bản thể của tiền bối. Loạn Cổ đại đế cười nói, không còn bản thể gì nữa, ta đã chết vào năm đó rồi. Diệp Quân im lặng. Loạn Cổ đại đế khẽ nói, đây là số phận. Dứt lời. Ông ta hoàn toàn tan biến. Hơn 10.000 cao thủ siêu cấp của tộc Loạn Cổ ở ngoài điện lập tức quỳ xuống, đau khổ hô to tiễn biệt tộc trưởng. Trong mắt Diệp Quân lóe lên ánh sáng phức tạp, có thể nhìn ra chắc chắn trước đây Loạn Cổ đại đế cũng là một nhân vật tài giỏi, nhưng dù là cao thủ siêu cấp đến mấy cũng đều sẽ chết thôi. Vũ trụ rộng lớn, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Diệp Quân thôi suy nghĩ, hắn chậm rãi bước ra khỏi đại điện. Đi tới trước mặt những cao thủ tộc Loạn Cổ kia, hắn nhìn về phía 4 cao thủ đứng đầu, cho hỏi các vị xưng hô thế nào.
cao thủ đứng đầu chắp tay nói với giọng điệu cung kính, bẩm Diệp thiếu, tại hạ tên Loạn Cổ Phong, ba người bên cạnh lần lượt là Loạn Cổ Lâm, Loạn Cổ Yên, Loạn Cổ Bình, chúng ta là bốn chiến tướng dưới trướng tộc trưởng. Bốn chiến tướng. Diệp Quân gật đầu, hắn phát hiện khí thế của bốn người này đều rất mạnh, ngoài hai quan chấp hành đứng đầu với thiên hành chủ các đời, ở nền văn minh thiên hành cũng chẳng có mấy người thắng được bốn người họ. Còn có thể bồi dưỡng thêm. Diệp Quân đưa tất cả cao thủ của tộc Loạn Cổ và Chiêm Thanh và Tiểu Tháp, sau khi tiến vào Tiểu Tháp, Chiêm Thanh hoàn toàn sững sờ. Mà những cao thủ tộc Loạn Cổ cũng rất kinh ngạc. Chiêm Thanh nhìn về phía Diệp Quân với nét mặt rất nặng nề, đây đã là đi ngược thời gian rồi. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Nói đến đây, tâm trạng của hắn cũng trở nên phức tạp. Năm đó khi có được Tiểu Tháp, tuy hắn cũng cảm thấy lợi hại, nhưng cũng không nghĩ nó lợi hại bao nhiêu. Bây giờ mới thấy một hành động tùy tiện của cô từ rất nhiều năm về trước vẫn được xem là đỉnh cao mà vô số nền văn minh hiện tại cũng không thể với tới. Lúc này những cao thủ tộc Loạn Cổ kia đều nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt khác, trở nên rất kính trọng. Lúc đầu bọn họ còn thấy khó hiểu vì sao tộc trưởng lại giao tương lai của tộc Loạn Cổ cho thiếu niên này, nhưng bây giờ thì bọn họ hiểu rồi. Thiếu niên này không đơn giản chút nào. Diệp Quân nhìn về phía những cao thủ tộc Loạn Cổ kia, mọi người vừa tỉnh lại, thực lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, bây giờ có thể tính dưỡng trước. Loạn Cổ Phong đứng đầu chắp tay, tuân lệnh. Dứt lời, ông ta xoay người hướng về phía các cao thủ của tộc Loạn Cổ, hét lên, ngồi xuống tịnh dưỡng đi. Hơn chục nghìn cao thủ đồng loạt ngồi xuống. Diệp Quân xoay người nhìn Chiêm Thanh, cười nói, Chiêm Thanh cô nương, đã đến lúc đi gặp tộc nhân của cô rồi. Chiêm Thanh chớp mắt, tộc nhân của ta đều ở đây ư. Diệp Quân gật đầu. Lúc này, Nhất Niệm và Tịnh An đột nhiên xuất hiện. Khi nhìn thấy Chiêm Thanh, hai người đều sửng sốt. Chiêm Thanh đi thẳng đến trước mặt hai người phụ nữ, sau đó ôm lấy họ vào lòng, cười nói, Tịnh An, Nhất Niệm, lâu rồi không gặp. Hai người phụ nữ. Một lúc sau, Chiêm Thanh dẫn Nhất Niệm và Tịnh An đến gặp những người của nền văn minh thiên hành còn sống. Khi nhìn thấy Chiêm Thanh, những người đó đều quỳ xuống, khóc không thành tiếng. Cuối cùng cũng được gặp lão đại rồi. Trong khoảng thời gian này, nền văn minh thiên hành đã xảy ra quá nhiều chuyện, bọn họ suýt thì bị phục võ diệt sạch. Nét mặt Chiêm Thanh cũng hơi phức tạp, cô ta nhẹ nhàng nâng tay, một sức mạnh dịu dàng đỡ những người kia dậy, trong mắt cô ta lộ vẻ áy náy, đều do ta đã khiến các vị chịu khổ rồi. Nghe thấy lời của Chiêm Thanh, vô số người trẻ tuổi càng khóc to hơn. Chiêm Thanh khẽ thở dài. Cô ta không ngờ mình chỉ đi vũ trụ vô gian một chuyến đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Phục võ. Nhất Niệm. Chiêm Thanh nhìn thoáng qua Nhất Niệm và Diệp Quân, cô ta biết thật sự nên thay đổi một vài quy tắc của nền văn minh thiên hành rồi, nếu không bi kịch này rất có thể sẽ xảy ra một lần nữa trong tương lai. Chiêm Thanh chợt nhìn về phía Diệp Quân, chúng ta nói chuyện một lát nhé. Diệp Quân gật đầu, được. Chiêm Thanh nhìn Tịnh An và Nhất Niệm, các ngươi cũng đi theo đi. Tịnh An và Nhất Niệm gật đầu. Chiêm Thanh dẫn Diệp Quân và hai người đi tới trước cây sinh mệnh thiên hành, cô ta nhìn lên cây, sau một lúc im lặng mới cất lời, các ngươi biết lai lịch của cái cây này không? Diệp Quân lắc đầu. Nhất Niệm và Tịnh An cũng lắc đầu, lúc trước hai người chỉ là người vô hình trong nền văn minh thiên hành mà thôi. Chiêm Thanh nói, thật ra những cái cây này cũng không phải vật của nền văn minh vũ trụ cấp 5. Diệp Quân cất giọng nặng nề, nền văn minh vũ trụ cấp 6. Chiêm Thanh gật đầu, phải. Diệp Quân lập tức tỏ vẻ tò mò, nó đến từ nền văn minh nào vậy? Chiêm Thanh lắc đầu, không biết nữa, ta chỉ biết quả đầu tiên của nó chính là người sáng lập nền văn minh thiên hành ta, từ đó về sau, nó và người sáng lập nền văn minh thiên hành ta đã sống nương tựa vào nhau. Sông pha ở rất nhiều vũ trụ, sau đó, người sáng lập ngày càng mạnh, vì thế ngài ấy đã chọn một nơi để xây dựng nền văn minh thiên hành, năm đó người sáng lập vẫn luôn muốn đi tìm kiếm nền văn minh cấp 6, mục đích thật sự là muốn cái cây này tìm được đường về nhà. Diệp Quân hơi nghi ngờ, nó không biết đường về nhà sao? Chiêm Thanh chỉ vào đầu mình, năm đó khi đến vũ trụ này thì đầu của nó đã bị tổn thương nặng nề. Diệp Quân. Cây sinh mệnh thiên hành. Chiêm Thanh nhìn về phía cây sinh mệnh thiên hành,
Cô ta cười khẽ, dù thế nào thì nó cũng được xem là cội nguồn của nền văn minh thiên hành ta, mà những năm gần đây thiên hành chủ qua các đời đều có một nhiệm vụ là giúp nó tìm thấy nhà của nó, lần này ta đến nền văn minh vũ trụ vô gian cũng là vì mục đích này. Diệp Quân trầm giọng nói, Chiêm Thanh cô nương, có lẽ cô dẫn ta đến đây không chỉ để nói với ta những chuyện này đúng không? Chiêm Thanh gật đầu, ta muốn ba người các ngươi nhận truyền thừa văn minh của thiên hành chủ. Diệp Quân sửng sốt. Tịnh An và Nhất Niệm cũng ngơ ngác. Tịnh An chợt nói, không phải mỗi thế hệ chỉ có thể đưa truyền thừa thiên hành chủ cho một người hay sao? Chiêm Thanh gật đầu, đúng là như thế, vì nếu một nền văn minh có mấy người có thực lực tương đương sẽ rất dễ xảy ra vấn đề, dẫu sao thì một núi không thể có hai hổ, nhưng bây giờ nền văn minh thiên hành ta gặp phải họa lớn, thực lực chịu tổn thất nặng nề, nếu vẫn dựa theo quy tắc lúc trước thì đúng là quá ngu xuẩn. Khi thấy những người này, cô ta đã hiểu nền văn minh thiên hành cần bồi dưỡng người mới, vì cao thủ của nền văn minh thiên hành hiện tại đã bắt đầu khan hiếm dần. Nếu không bồi dưỡng cao thủ mới thì sau này nền văn minh thiên hành sẽ dần sa sút. Lúc này quy tắc gì đó đều chỉ là mây bay, đào tạo được nhiều cao thủ hơn mới quan trọng. Tịnh An và Nhất Niệm đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng hai người phụ nữ nhìn về phía Diệp Quân, thấy cảnh này, Chiêm Thanh lập tức cười khổ. Hai người có tiềm lực nhất này đã xem người đàn ông này như chỗ dựa tinh thần rồi. Diệp Quân suy nghĩ một lúc rồi nói, được. Đương nhiên hắn sẽ không từ chối chuyện có thể nâng cao thực lực rồi. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân lại nói, chúng ta phải rời khỏi thời không vô gian này trước đã, Tịnh Sơ cô nương còn đang ở bên ngoài, nếu lâu không ra ngoài, bà ấy sẽ lo lắng. Chiêm Thanh đáp, được. Diệp Quân lại nói, ta sẽ lén ra ngoài một mình. Chiêm Thanh chớp mắt, ý của ngươi là đừng để bọn họ biết ngươi đã ra ngoài, đến khi đại chiến với bọn họ sẽ khiến bọn họ trở tay không kịp đúng không? Diệp Quân gật đầu. Chiêm Thanh vỗ một cái lên vai Diệp Quân, ngươi xấu xa quá đấy, ha ha. Diệp Quân rời khỏi tiểu tháp rồi lặng lẽ rời khỏi thời không vô gian. Sau khi đi ra ngoài, những tiếng đánh nhau lập tức truyền tới từ chân trời phía xa, Diệp Quân đưa mắt nhìn sang, ở cuối tầm mắt có mấy cao thủ đang bao vây tấn công Tịnh Sơ. Tịnh Sơ lúc này đang trong giai đoạn đỉnh cao, với thực lực của bà ta, nếu bà ta không muốn chiến đấu thì dù có 5 cao thủ chí tôn cũng không thể làm gì bà ta. Diệp Quân truyền âm cho Tịnh Sơ. Ở một nơi khác, Tịnh Sơ đang đại chiến với cao thủ vô gian nhận được truyền âm của Diệp Quân thì lập tức không chiến đấu nữa. Sau khi phóng ra ý chí võ đạo đẩy lui cao thủ xung quanh thì xoay người, hóa thành một tia sáng biến mất ở cuối chân trời. Thấy Tịnh Sơ chợt rời đi khiến cao thủ của vũ trụ vô gian đều hơi nghi ngờ, người phụ nữ này có ý gì? Bỗng dưng đến đây rồi lại đột nhiên đi mất. Trong một chỗ khuất nào đó, tộc trưởng Vu Đạo Thiên của tộc Đại Vu nhìn Tịnh Sơ đã biến mất ở phía xa, ông ta cũng nhíu chặt mày. Một ông lão bên cạnh ông ta trầm giọng nói, bà ta làm vậy là có ý gì? Vu Đạo Thiên nhìn chằm chằm theo hướng Tịnh Sơ biến mất, hành động của người phụ nữ này hơi kỳ lạ. Ông ta không cho rằng Tịnh Sơ đột nhiên chạy đến đánh nhau với vũ trụ vô gian chỉ là ăn no rừng mỡ cố ý đến gây chuyện. Chuyện khác thường chắc chắn có điều mờ ám. Dường như nghĩ đến điều gì, Vu Đạo Thiên chậm rãi quay đầu nhìn về phía thời không vô gian, ông ta nhíu mày. Nhìn thấy ánh mắt của Vu Đạo Thiên, ông lão trầm giọng nói, tộc trưởng đang lo lắng bà ta đột nhiên ra tay là cố ý thu hút sự chú ý của cao thủ trong tộc ta vì thiên hành chủ trong thời không vô gian kia ư. Vu Đạo Thiên im lặng, nhưng sắc mặt thì hơi u ám. Ông lão nhìn về phía thời không vô gian, sau đó nói, thời không vô gian này rắc rối phức tạp, lúc trước bà ta đã thử rất nhiều lần nhưng đều không thể phá vỡ được nó, nền văn minh thiên hành càng không có ai phá vỡ được nó. Vu Đạo Thiên lắc đầu, thời không này thật sự rất phức tạp, nhưng người phụ nữ kia làm ra chuyện này chứng tỏ là bà ta có cơ sở. Dù thế nào thì chuyện này cũng không hề bình thường, mà thôi. Nói đến đây, ông ta quay đầu nhìn phía sâu trong một tinh không ở hướng khác, ngày mai Đại Tế Sư sẽ đến, dù bọn họ có ý đồ gì cũng sắp kết thúc rồi. Đại Tế Sư, nghe thấy thế, sắc mặt của ông lão ở bên cạnh ông ta cũng hơi thay đổi. Trong tộc Đại Vu, địa vị của Đại Tế Sư thậm chí còn cao hơn cả tộc trưởng, vì Đại Tế Sư trong truyền thuyết này có thể giao tiếp với một vài tồn tại không rõ,
vì thế rất nhiều lúc cả tộc trưởng cũng phải nghe theo lệnh của đại tế sư. Mà lão ta không ngờ lần này đại tế sư sẽ đích thân trở về. Vu Đạo Thiên cất lời, liên lạc với thế tông của ác đạo minh kia, chuyện này cũng phải nhờ ác đạo minh của ông ta giúp đỡ, không thể để ông ta làm ngư ông đắc lợi được. Ông lão gật đầu, đã rõ. Sau đó lão ta xoay người rời đi. Ở một nơi khác, Diệp Quân và Tịnh Sơ đi tới một vùng tinh không, Tịnh Sơ nhìn về phía Diệp Quân, ra ngoài rồi à? Diệp Quân gật đầu, chúng ta vào tháp đi. Dứt lời, hắn lập tức đưa Tịnh Sơ vào trong tiểu tháp. Trong tiểu tháp, khi nhìn thấy Tịnh Sơ, Chiêm Thanh lập tức chạy đến trước mặt bà ta, sau đó ôm lấy bà ta hôn một lúc, không chỉ hôn mà còn sờ nữa. Hành động này khiến Diệp Quân trợn mắt há mồm. Tịnh Sơ nhíu mày, sau đó dùng ý chí võ đạo đẩy Chiêm Thanh ra, bà ta khó chịu lau đi nước miếng trên mặt. Chiêm Thanh không thèm để tâm, còn cười hì hì nói, tiểu sơ, ta thật sự nhớ cô chết đi được đấy. Dứt lời, cô ta lại nhào tới, nhưng lại bị ý chí võ đạo của Tịnh Sơ ngăn cản. Chiêm Thanh bĩu môi, đồ nhỏ mọn, không phải chỉ hôn một chút, sờ một chút thôi à. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, hắn phát hiện những người mà hắn gặp phải không kiêu ngạo thì cũng ngớ ngẩn. Người kiêu ngạo. Người ngớ ngẩn. Tịnh Sơ nói chính sự đi. Nghe thế, nụ cười trên mặt Chiêm Thanh biến mất, cô ta xoay người nhìn về phía Diệp Quân, nghiêm túc nói, chuẩn bị nhận truyền thừa thiên hành chủ, ở trong tiểu tháp này luôn. Nếu truyền thừa ở bên ngoài thì hoàn toàn không đủ thời gian. Diệp Quân gật đầu, được. Diệp Quân và mọi người nhanh chóng đi tới trước cây sinh mệnh thiên hành, Chiêm Thanh nhìn xuống Diệp Quân, Nhất Niệm và Tịnh An, đi thẳng vào trong đi. Diệp Quân nói, có cần chú ý gì không? Chiêm Thanh cười, không cần chú ý gì cả, cứ đi vào là được. Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn về phía Tịnh An và Nhất Niệm, đi thôi. Diệp Quân và Tịnh An cùng với Nhất Niệm nhanh chóng đi vào trong cây sinh mệnh thiên hành. Ở bên ngoài, Chiêm Thanh nhìn cây sinh mệnh thiên hành kia, cô ta khẽ nói, hai người kia khá được, là tương lai của nền văn minh thiên hành. Tịnh Sơ gật đầu, lần này nền văn minh thiên hành nội chiến thật sự đã tạo thành tổn thất quá lớn. Tuy cây sinh mệnh thiên hành có thể từ từ giúp một vài người sống lại, nhưng cần rất nhiều thời gian, bọn họ nhất định phải bồi dưỡng được một vài cao thủ mới. Tịnh Sơ chợt nói, phải chậm rãi xóa bỏ một vài quy định rồi. Chiêm Thanh gật đầu, ta biết, nhưng ta vẫn hơi lo lắng, cũng như lời thiên hành chủ Tự Oánh đã nói, nếu nền văn minh thiên hành ta hoàn toàn mở cửa, sau này rất nhiều người sẽ thành thân với nam tử của nền văn minh khác, dần dà nền văn minh thiên hành chúng ta sẽ có nguy cơ diệt tộc. Nét mặt Tịnh Sơ trở nên nặng nề, năm đó người sáng lập nền văn minh thiên hành đưa ra thần pháp này không đơn giản là coi thường nền văn minh ngoại tộc, còn là suy nghĩ vì truyền thừa của nền văn minh thiên hành. Dẫu sao một khi người của nền văn minh thiên hành cưới người của nền văn minh khác thì sẽ không thể tiến vào luân hồi nữa, một hai người không sao, nhưng sau này nếu ngày càng nhiều thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Chuyện này không thể chỉ nhìn trước mắt, còn phải nhìn xa hơn. Một khi xử lý không tốt, chuyện này sẽ trở thành một tai họa ngầm rất lớn. Tịnh Sơ nhìn về phía Chiêm Thanh, cô có cách giải quyết không? Chiêm Thanh lắc đầu, không có cách nào cả. Tịnh Sơ nhíu mày. Chiêm Thanh vươn vai, sau đó nói, ta không muốn nhúng tay vào chuyện này nữa. Tịnh Sơ nhìn về phía Chiêm Thanh cười nói, để con bé ngớ ngẩn Tịnh An kia nghĩ cách giải quyết, dù sao thiên hành chủ đời tiếp theo cũng là nó, ta không phải phủi bỏ trách nhiệm mà là đang thử thách con bé. Tịnh Sơ lắc đầu. Chiêm Thanh ôm lấy Tịnh Sơ từ phía xa, cười tươi nói, chỗ này của cô lại lớn hơn rồi. Oanh! Chiêm Thanh lập tức bị một ý chí võ đạo mạnh mẽ đẩy lui. Thấy thế, Chiêm Thanh bĩu môi, đừng keo kiệt như thế, sờ một chút thì có làm sao. Trong sách nói là càng sờ càng to đấy, cô cũng có thể sờ ta mà. Tịnh Sơ xoay người rời đi. Bà ta rất đau đầu với người phụ nữ háo sắc này. Ác đạo điện. Hôm nay, một ông lão đi tới trước ác đạo điện, ông lão đưa mắt nhìn xung quanh, ác đạo điện hiện tại cực kỳ vắng vẻ. Ông lão đi vào đại điện, bên trong chỉ có một mình Thế Tông. Ông lão cười khẽ Thế Tông đại nhân.
Thế Tông nhìn thoáng qua ông lão, bình tĩnh nói, đạo thiên tộc trưởng có gì muốn dặn dò sao? Ông lão gật đầu, ngày mai đại tế sư tộc đại vu ta sẽ đến vũ trụ này, lúc đó chúng ta sẽ tiêu diệt triệt để nền văn minh thiên hành, đến lúc đó hy vọng Thế Tông và điện chủ của quý điện sẽ giúp đỡ. Thế Tông gật đầu, đương nhiên rồi. Ông lão chần chừ một lát rồi nói, không biết điện chủ của quý điện. Thực lực của Thế Tông trước mắt không yếu, nhưng cũng không quá mạnh, không thể giúp đỡ quá nhiều cho tộc đại vu, vì thế lần này mục đích thật sự của lão ta khi đến đây là muốn điện chủ kia ra mặt. Thế Tông hờ hững nhìn lão ta, sau đó vẫn nói với giọng điệu rất bình tĩnh, các hạ yên tâm, vào ngày đại chiến, điện chủ của chúng ta sẽ ra tay khiến bọn họ trở tay không kịp. Dẫu sao trận chiến này cũng rất quan trọng với ác đạo minh. Ông lão nói, tộc trưởng tộc đại vu ta muốn gặp điện chủ này. Thế Tông nhíu mày, các ông không tin tưởng ác đạo minh chúng ta à? Ông lão bình tĩnh đáp, ông nói quá rồi, tộc trưởng chỉ muốn làm quen điện chủ, chỉ thế mà thôi. Thế Tông chậm rãi đứng dậy, ông ta cười nói, các ông cứ yên tâm, chắc chắn ác đạo minh chúng ta sẽ dốc toàn lực trong trận chiến này, dẫu sao sau khi trải qua nội chiến, vô số cao thủ của nền văn minh thiên hành đã chết trận, ngay cả phục võ kia cũng thế, bây giờ trong nền văn minh bọn họ cũng chỉ còn Tịnh Sơ là có chút thực lực. Có thể nói lần này chúng ta thắng chắc rồi, khả năng thắng cao như thế đương nhiên ác đạo minh chúng ta không có lý do gì để từ chối cả, đúng không? Ông lão nhìn về phía Thế Tông, gật đầu nói, đến lúc đó rất mong hai vị đại giá. Dứt lời, lão ta xoay người rời đi. Tuy lão ta mơ hồ cảm thấy có gì đó kỳ quái, nhưng lão ta cũng không nghĩ nhiều, vì đúng như lời Thế Tông nói, với tình thế trước mắt thì bọn họ sẽ thắng chắc, ác đạo minh không có lý do gì để từ chối cả. Sau khi ông lão đi, Thế Tông chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngày đó. Trong tiểu tháp, Diệp Quân đã đến được thế giới trong cây, xung quanh tràn đầy vô số năng lượng sinh mệnh thiên hành cực kỳ tinh khiết. Sau khi đi vào khu vực này, hắn phát hiện thân thể ngưng tụ từ kiếm ý của hắn đang chủ động hấp thu năng lượng thiên hành xung quanh, hắn nhìn khắp nơi với vẻ tò mò. Lúc này, một tia sáng xanh đột nhiên rơi xuống từ trên trời, dừng lại trước mặt hắn không xa. Trong ánh sáng có một bóng người, nhưng Diệp Quân hoàn toàn không thể nhìn rõ được người đó. Diệp Quân tỏ vẻ nghi ngờ. Lúc này, người kia đột nhiên duỗi tay phải ra, lúc Diệp Quân đang thấy khó hiểu thì bàn tay kia chỉ nhẹ một cái, một tia sáng bay thẳng vào giữa chân mày của Diệp Quân. Diệp Quân trợn tròn mắt, cảm thấy mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, cảnh vật xung quanh nhanh chóng di chuyển với tốc độ rất nhanh, dường như hắn đang đi qua hàng trăm triệu vũ trụ tinh hà. Mà lúc này, thân thể ngưng tụ từ kiếm ý của hắn chợt bốc cháy. Diệp Quân thầm kinh hãi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Hắn thấy rất nghi ngờ. Đầu óc của hắn nhanh chóng trở nên mơ hồ, không chỉ thế mà hắn vẫn đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, cảm giác kia cũng giống như bay lên trời vậy. Hắn cắn chặt răng, cố gắng khiến mình giữ tỉnh táo, mà lúc này, thân thể của hắn đã hoàn toàn cháy lên. Tình huống này duy trì không biết bao lâu, Diệp Quân chợt cảm thấy hình như mình đã dừng lại. Nhưng đầu óc của hắn lại rất nặng nề như bị đổ trì. Khi Diệp Quân muốn mở mắt ra, một giọng nói vang lên bên tai hắn, ấy. Ngươi không phải là quả. Không phải là người thiên hành. Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, lúc này hắn đã ở trong một tinh không chưa biết tên. Trong tinh không này, rất nhiều sao băng lửa không ngừng lướt qua từ bốn phía, sau đó bắn xuống dưới, nhưng không lâu sau, một bàn tay bỗng lao lên trời. Sau đó một quyền đánh tan vô số thiên thạch lửa, sau khi vô số sao băng lửa nổ tung, cả tinh không vũ trụ lập tức sáng rực như vô số pháo hoa nổ tung. Mặt Diệp Quân đầy vẻ ngờ vực. Hắn bỗng quay đầu lại nhìn, một người ông đứng cách bên phải hắn không xa, người đàn ông mặc áo bào sạch sẽ, khuôn mặt tuấn tú, khí chất phi phàm, hai mai hoa dâm, chắp tay sau lưng, tỏ vẻ không giận mà uy. Diệp Quân hỏi, tiền bối. Người đàn ông quay đầu lại nhìn Diệp Quân, mỉm cười nói, ngươi không phải là người thiên hành, Diệp Quân nói, tiền bối là thủy tổ của nền văn minh thiên hành à. Ánh mắt người đàn ông hiện lên vẻ ngạc nhiên, người rất thông minh. Diệp Quân khá ngạc nhiên, hắn không ngờ truyền thừa này lại là thủy tổ của nền văn minh thiên hành. Người đàn ông cười nói, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.
Diệp Quân gật đầu, ta quả thật không phải là người nền văn minh thiên hành. Người đàn ông khá tò mò, là những người kia bảo ngươi vào đây ư? Diệp Quân gật đầu, ừ. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng ông ta không nói gì nhiều. Diệp Quân do dự, sau đó hỏi, không phải người nền văn minh thiên hành thì có thể tiếp nhận truyền thừa không? Người đàn ông cười nói, nếu là bình thường thì chắc chắn là không thể, nhưng họ đã bảo ngươi vào, tức là ngươi đã có công rất lớn với nền văn minh của bọn ta, hơn nữa họ xem ngươi là người của mình nên ngươi có thể nhận được truyền thừa. Diệp Quân mỉm cười nói, cảm ơn. Người đàn ông đang định nói gì đó, ngay lúc này tận cuối tinh không ở đằng xa bỗng rung chuyển, ngay sau đó rất nhiều sao băng lửa lao ra từ tinh không đó. Thấy thế Diệp Quân hơi ngờ vực. Lúc này người đàn ông bỗng giơ tay tung ra một quyền. Ầm. Một đòn này khiến vô số sao băng lửa vừa lao tới đỉnh đầu họ thì lập tức nổ tung, nở rộ như pháo hoa, vô cùng chói mắt, Diệp Quân hơi khó hiểu nói tiền bối, cái này là... Người đàn ông khẽ cười, không trả lời câu hỏi, mà nói trước tiên ngươi hồi phục thân xác đã. Diệp Quân nhìn người đàn ông, gật đầu, sau đó hắn ngồi khoanh chân lại, bắt đầu hồi phục thân xác. Người đàn ông tò mò nhìn Diệp Quân đánh giá. Không lâu sau khi thân xác hắn đã hồi phục hoàn toàn, người đàn ông bỗng nói, thân xác này của người rất thú vị, là được ngưng tụ bằng kiếm ý sao? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Người đàn ông cười nói, kiếm ý thanh thuần, khá đấy. Diệp Quân nói, vẫn mong tiền bối chỉ dạy. Người đàn ông ngẫm nghĩ, sau đó nói, ngươi chủ yếu tu kiếm, hơn nữa kiếm đã đắc đạo, ta không thể giúp ngươi trên con đường kiếm đạo thêm nữa, nhưng ta có thể cho ý kiến để ngươi có ý niệm thuần túy với kiếm ý hơn nữa, ngoài ra còn có thể làm cho thân xác của ngươi trở nên mạnh hơn. Diệp Quân vội nói, cảm ơn tiền bối. Người đàn ông mỉm cười, ông ta bỗng xoay người chỉ vào tận cuối tinh không đó, ngươi có biết bên đó là nơi nào không? Diệp Quân nhìn theo hướng người đàn ông chỉ. Cuối tầm mắt là một vùng tinh không tối tăm, thần thức của hắn không thể đến gần khu vực đó. Người đàn ông nói, bên đó là một cánh cửa, đằng sau cánh cửa là một thế giới vũ trụ hoàn toàn mới. Diệp Quân nói, vũ trụ nền văn minh cấp 6. Người đàn ông nhìn Diệp Quân cười nói, người rất thông minh. Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối, ông từng đến đó à? Người đàn ông lắc đầu, không đi được. Ông ta nhìn tận cuối tinh không vũ trụ đó, muốn kiếm của ngươi thuần khiết hơn thì phải chiến đấu. Ngay lúc này, rất nhiều sao băng lửa bỗng xuất hiện trong tinh không đó, những sao băng lửa đó với số lượng dày đặc lao về phía vũ trụ bên này, vô cùng đáng sợ. Người đàn ông nhìn Diệp Quân cười nói, chiến đấu với nhiều ngôi sao. Diệp Quân trầm ngâm một chốc, sau đó hắn biến thành tia kiếm quang lao lên trời. Vèo. Hắn vừa chém một nhát kiếm, mấy chục sao băng lửa bị hắn chém vỡ, nhưng ngay sau đó lại có vô số sao băng lửa lao đến. Đồng tử Diệp Quân co rụt. Soạt. Trong thoáng chốc, Diệp Quân bị vô số sao băng lửa đánh văng ra xa, lùi lại cả ngàn trượng, hắn vừa mới dừng lại, vô số sao băng lửa lại lao đến lần nữa, lại nhấn chìm hắn. Diệp Quân đánh rất loạn. Cứ thế không biết qua bao lâu. Những sao băng lửa kia bị một quyền của hắn tiêu diệt, lúc này tình trạng của Diệp Quân rất nhếch nhác, trên người có mấy tia sáng tinh tú đang bốc cháy, rất đau đớn. Người đàn ông nhìn Diệp Quân cười nói, thế nào? Diệp Quân cười khổ, mấy sao băng lửa này rất mạnh. Lúc đầu hắn cũng không xem là chuyện gì to tát, nhưng khi cố gắng chống cự, hắn mới phát hiện những sao băng lửa này ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh, rất đáng sợ. Người đàn ông cười nói, thật ra kiếm ý của ngươi có thể chống lại chúng, chỉ là ngươi vẫn chưa thật sự nghiêm túc, ngươi có thể thử loại bỏ hết tạp niệm trong đầu, chuyên tâm đấu với chúng. Diệp Quân ngẫm nghĩ, gật đầu, được. Dứt lời, hắn nhắm mắt lại, không lâu sau tạp niệm trong đầu hắn được loại bỏ. Tâm cảnh sạch trong. Lúc này có rất nhiều sao băng lửa lao ra từ tinh không tối tăm đằng xa. Diệp Quân mở mắt ra. Hắn biến thành một tia kiếm quang bay vào trong tinh không, hắn nhìn vô số sao băng lửa, sắc mặt bình tĩnh như nước, chỉ trong chốc lát vô số sao băng lửa lao đến trước mặt hắn, Diệp Quân không lùi lại mà dậm chân phải ra trước, biến thành kiếm quang lao ra chém. Vèo.
hắn một đường xông vào trong vùng sao băng lửa dày đặc đó. Những nơi kiếm quang đi qua đều không có gì có thể ngăn lại. Lúc Diệp Quân xông vào trong sao băng lửa, người đàn ông bên dưới nở nụ cười, ông ta không để mấy sao băng lửa còn lại đó tiếp tục bay đến tinh không vũ trụ bên dưới, mà giơ tay lên đánh ra một quyền. Ầm. Những sao băng lửa Diệp Quân bỏ sót lập tức nổ tung. Ở một bên khác, Diệp Quân dừng lại, trên người hắn vẫn còn sức mạnh sót lại của sao băng lửa liên tục lao đến thân xác kiếm ý của hắn, vô cùng đau đớn. Diệp Quân đang định tiêu diệt sức mạnh này, lúc này người đàn ông đó bỗng nói, không cần đâu. Diệp Quân nhìn người đàn ông cười nói, những sao băng lửa này chứa sức mạnh tinh tú rất thuần khiết, ngươi có thể để cho thân xác kiếm ý của mình hấp thu chúng, nhưng cần một vài tinh thể vĩnh hằng, phải cần rất nhiều mới được. Diệp Quân nói, tinh thể tạo hóa được không? Người đàn ông ngạc nhiên, ngươi có thứ đó hả? Diệp Quân gật đầu, có một ít. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, cười nói, nếu có tinh thể tạo hóa dĩ nhiên là tốt. Diệp Quân gật đầu, sau đó lấy một viên tinh thể tạo hóa ra rồi nuốt vào, tinh thể tạo hóa vừa đi vào người hắn, một linh lực tạo hóa bí ẩn lan ra từ trong cơ thể hắn, chỉ trong chốc lát Diệp Quân như cảm nhận được có dòng nước ấm chảy qua, cực kỳ thoải mái. Diệp Quân nhận ra sau khi cơ thể hắn hấp thu linh lực này, thân xác vốn đã bị sức mạnh sao băng lửa ăn mòn trên người hắn bắt đầu khôi phục từng chút, không chỉ thế, sức mạnh sao băng lửa cũng bắt đầu bị cơ thể hắn hấp thu. Thấy thế Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Lúc này, người đàn ông bỗng cười nói, năng lượng triệt tiêu lẫn nhau, nếu cơ thể không bổ sung năng lượng mới cho cơ thể thì những sao băng lửa này đều có thể hủy diệt hoàn toàn thân xác của ngươi, vì thể xác của ngươi không chịu nổi, nhưng nếu trong cơ thể ngươi liên tục bổ sung năng lượng mới, năng lượng của những sao băng đang hoạt động kia sẽ bị thân xác kiên ý của ngươi hấp thụ, sau đó sẽ dần dần mạnh hơn. Diệp Quân cười nói, thì ra là thế. Dứt lời, hắn như nghĩ đến gì đó bỗng hỏi, tiền bối, Nhất Niệm và Tịnh An không ở đây sao? Người đàn ông cười nói, hai người đó có truyền thừa khác, không giống với ngươi. Diệp Quân gật đầu, ừ. Người đàn ông quay đầu nhìn tận cuối tinh không đó, đến rồi. Lần này ngươi có thể hấp thụ nhiều hơn một chút. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên đã nhìn thấy rất nhiều sao băng lửa lại xuất hiện trong tận cuối tinh không, dày đặc, tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã đến trước mặt hắn. Diệp Quân xua tan đi tạp niệm, cơ thể run lên, chỉ thấy biến thành kiếm quang lao ra. Vèo. Hắn lao ra, một nhát kiếm chém ra một đường. Người đàn ông nhìn Diệp Quân trong một đống sao băng, không biết đang nghĩ gì. Chấm chấm chấm. Tộc Đại Vu ở vũ trụ vô gian. Hôm nay tộc trưởng tộc Đại Vu dẫn theo nhiều cường giả tộc Đại Vu đứng trong một vùng tinh không, họ nhìn vào tận cuối tinh không như đang đợi gì đó. Phía sau Vu Đạo Thiên có bốn vị thánh vương, hai vị chí tôn vạn cổ, ngoài ra còn có một ông lão mặc đồ trắng, tay cầm một cây trượng bằng xương trắng. Mà sau lưng họ còn có một nhóm cường giả đỉnh cấp của tộc Đại Vu. Lúc này Vu Đạo Thiên bỗng quay đầu nhìn. Cách đó không xa có một người đàn ông trung niên chậm rãi bước đến, chính là Thế Tông của Ác Đạo Minh. Vu Đạo Thiên nhìn Thế Tông, cười nói, Thế Tông đại nhân, điện chủ đâu? Thế Tông bình tĩnh nói, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Vu Đạo Thiên cau mày, ông ta đang muốn nói gì đó thì lúc này, tinh không phía xa bỗng sôi trào, không lâu sau từng tầng thời không nứt ra, sau đó một con đường tối tăm được mở ra từ tận sâu tinh không. Trên con đường tối tăm đó, một người đàn ông trung niên mặc đồ đen chậm rãi bước ra, ông ta đeo chiếc mặt nạ màu đỏ như máu, trên chiếc áo còn vẽ vài ấn phù kỳ dị khó lường, những ấn phù này toát ra năng lượng bí ẩn của đạo. Đại Tế Sư. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, tất cả cường giả ở đó đều vội cung kính hành lễ, có cả Vu Đạo Thiên. Thế Tông nhìn Đại Tế Sư, ngay sau đó Đại Tế Sư đã đi đến trước mặt ông ta. Bình tĩnh khàn giọng nói, nền văn minh thiên hành ở đâu? Vu Đạo Thiên nói, trên người Diệp Quân đó. Đại Tế Sư nhíu mày, Diệp Quân. Vu Đạo Thiên gật đầu, người này không đơn giản, đằng sau hắn có ba vị kiếm tu bí ẩn, là người phụ nữ váy trắng, người đàn ông áo trắng và kiếm tu áo xanh, tộc Đại Vu ta vẫn đang điều tra lai lịch của ba vị này kiếm tu này. Đại Tế Sư lắc đầu, không cần tra nữa. Vu Đạo Thiên nhìn Đại Tế Sư. Đại Tế Sư khẽ phất tay áo, bình tĩnh nói, chỉ là một đám ô hợp,
một đám hư danh, không đáng để lãng phí thời gian, lần này nếu chúng dám xuất hiện thì cùng tiêu diệt luôn một thể. Một đám ô hợp. Nghe Đại Tế Sư nói thế, Thế Tông nhíu mày, sao tên này ngông cuồng vậy nhỉ? Vu Đạo Thiên cũng nhíu mày, nhưng sau đó ông ta do dự, nói, Đại Tế Sư, người đằng sau Diệp Quân không đơn giản chút nào. Đại Tế Sư nhìn Vu Đạo Thiên, hỏi, không đơn giản thế nào? Vu Đạo Thiên trầm giọng nói, nền văn minh mà người này sống chỉ là một nền văn minh vũ trụ cấp thấp, theo lý cả đời này hắn cũng không có khả năng đi đến vị trí hiện giờ, nhưng hắn lại một đường tới đây từ một nền văn minh cấp thấp, điều này hơi bất thường, một thiếu niên ở nền văn minh vũ trụ cấp 1 đi đến nền văn minh vũ trụ cấp 5, hơn nữa thực lực của hắn còn mạnh như vậy, ngay cả ác đạo minh cũng 5 lần 7 lượt tổn thất binh lính vì hắn. Sao người đằng sau thiếu niên thiên tài như vậy lại có thể tầm thường được chứ? Đại Tế Sư bình tĩnh nói, thì sao? Vu Đạo Thiên do dự, sau đó nói, Đại Tế Sư, chúng ta đứng khinh địch quá. Mặc dù ông ta cũng không cho rằng Diệp Quân và Vũ Trụ Quan Huyên có thể gây ra sóng gió gì nhưng lý trí mách bảo ông ta không thể khinh địch, vì từ trước đến nay có quá nhiều cường giả chết vì thế. Về mặt đánh giá thấp kẻ thù, tốt hơn là nên đề phòng kiếm tu váy trắng đằng sau Diệp Quân thì hơn. Đại Tế Sư bật cười. Vu Đạo Thiên nhìn Đại Tế Sư không nói gì. Đại Tế Sư lắc đầu, các ngươi vẫn chưa trải nghiệm nhiều. Đại Tế Sư ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt xuyên qua vô số tinh không nhìn về phía tận cuối đó nói, năm đó tộc loạn cổ ở thời kỳ đỉnh cao lớn mạnh cỡ nào. Uy lực của một tộc trấn áp cả trăm tộc, tộc đại vu ta đều phải cúi đầu kính trọng mới có thể sống, nhưng sau đó thì sao? Vu Đạo Thiên lặng thinh. Ông ta không phải là cường giả ở thời đại đó nhưng vẫn biết một ít về lịch sử của thời đại đó, năm đó ở thời kỳ vạn cổ, tộc loạn cổ cực kỳ mạnh, trấn áp hết thảy mọi thứ, khi đó tất cả các tộc làm việc gì cũng phải nể mặt tộc loạn cổ. Sau đó tộc đại vu dẫn dắt vạn tộc khởi nghĩa phản kháng, cuối cùng mới lật đổ tộc loạn cổ, nhưng ông ta biết vài chuyện ẩn tình bên trong, đó là năm đó tộc đại vu được thế lực bí ẩn giúp đỡ. Đại Tế Sư thu hồi ánh mắt. Nói tiếp, có lẽ đám người nữ kiếm tu váy trắng lợi hại thật, nhưng vậy thì sao? Đối với một số người, họ chẳng khác gì con kiến, không chỉ họ, mà ngay cả tộc đại vu cũng chỉ là tôm tép, nghe lời thì sống, không nghe lời thì bị bóp chết, chỉ đơn giản thế thôi. Sắc mặt Vu Đạo Thiên dần trở nên nghiêm trọng, ông ta biết Đại Tế Sư chắc chắn sẽ không làm bậy, đối phương đã từng tiếp xúc với vài nhân vật chưa được biết đến, chẳng hạn như nền văn minh cấp 6. Nghĩ đến đây, mí mắt Vu Đạo Thiên khẽ giật. Đại Tế Sư nói tiếp, nếu muốn sống trong vũ trụ rộng lớn này, người phải học được hai điều. Thứ nhất là tầm nhìn, nhất định phải phân biệt được ai có thể là người có thể chọc vào, ai không thể, mặc dù có thể là sự tồn tại ở đỉnh cao trong khu vực vũ trụ nền văn minh cấp 5 này, nhưng trong vũ trụ rộng lớn, người và thế lực có thể dễ dàng bóp chết chúng ta cũng không ít. Nghe Đại Tế Sư nói thế, các cường giả tộc đại vu đều lặng thinh không nói, im lặng nghe chỉ dạy. Đại Tế Sư là người từng trải rất nhiều. Lời của ông ta không bao giờ sai. Đại Tế Sư nói tiếp, điều thứ hai là phải biết rõ quy tắc, có vài quy tắc chúng ta không thể phá vỡ, phải nghe lời, không ngoan ngoãn thì sẽ chết. Vu Đạo Thiên khẽ gật đầu, Đại Tế Sư nói có lý. Các cường giả tộc đại vu khác cũng đều gật đầu, Đại Tế Sư nói có lý. Thế Tông nhìn Đại Tế Sư, không nói gì. Đại Tế Sư nhìn lướt qua các cường giả tộc đại vu ở đó, cười nói, đợi sau khi loại bỏ nền văn minh thiên hành này, từ nay về sau tộc đại vu chúng ta sẽ là tộc mạnh nhất trong vũ trụ nền văn minh cấp 5, đến lúc đó quy tắc của thế giới này sẽ cho tộc đại vu chúng ta định đoạt. Vu Đạo Thiên trầm giọng nói, trước đó ba chí tôn của chúng ta và mấy vị thánh vương chết trong tay thủy tổ nền văn minh thiên hành. Chúng ta tạm thời cũng không biết thực lực của thủy tổ nền văn minh thiên hành thế nào. Ông ta ngừng một chốc, sau đó lại nói, hắn không phải là bản thể, chỉ là một hư ảnh. Ông ta lại nhìn Thế Tông ở một bên, phải không? Thế Tông gật đầu, phải. Đại Tế Sư cười nói, là thủy tổ của nền văn minh vũ trụ cấp 5 đỉnh cao, dĩ nhiên không nên coi thường thực lực của ông ta, nhưng đừng lo. Lần này cho dù tất cả các cường giả đỉnh cao của nền văn minh thiên hành tập hợp lại, chúng cũng sẽ phải chết. Vu Đạo Thiên và Thế Tông đều ngờ vực. Vu Đạo Thiên hỏi, Đại Tế Sư, tại sao? Đại Tế Sư mỉm cười nói, thiên cơ không thể để lộ.
vẻ mặt Vu Đạo Thiên cứng đờ. Đại tế sư bỗng nhìn sang Thế Tông nãy giờ im lặng ở một bên, ngươi là chủ sự hiện giờ của Ác Đạo Minh à? Thế Tông gật đầu, ừ. Đại tế sư bình tĩnh nói, theo ta được biết, nhất điện chủ của Ác Đạo Minh và tổ Ác Đạo có dã tâm không nhỏ. Thế Tông nói, đại tế sư quen với nhất điện chủ và tổ Ác Đạo à? Đại tế sư cười nói, ta không quen nhất điện chủ nhưng năm đó từng tiếp xúc với tổ Ác Đạo. Thế Tông nhìn đại tế sư, không nói gì. Đại tế sư nói tiếp, phải nói rằng vị tổ Ác Đạo đó quả thật là người tài giỏi, tiếc là quá mức kiêu ngạo. Thế Tông bình tĩnh nói, vậy sao? Đại tế sư khẽ cười, không nói những chuyện này nữa. Nói rồi ông ta nhìn Vu Đạo Thiên, vậy bây giờ nền văn minh thiên hành ở đâu? Vu Đạo Thiên trầm giọng nói, tất cả thành viên của nền văn minh thiên hành đều bị Diệp Quân thu vào trong tiểu tháp, bây giờ Diệp Quân ở đâu thì nền văn minh thiên hành ở đó. Đại tế sư cười nói, vậy chúng ta vẫn phải giải quyết người tên Diệp Quân này trước. Vu Đạo Thiên gật đầu. Đại tế sư bình tĩnh nói, cũng được bớt đi vài chuyện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 105.